Sao? Có ai đây không? Có ai thì hãy lên tiếng. Thật ra nếu mà quý vị lên tiếng, Liên cũng không có thấy, tại vì hôm nay Liên làm bằng điện thoại đó. Thì nếu có ai chào hỏi thì mình cũng không có đọc được. Nhưng mà có một người thả tim rồi. Xin chào, xin chào. Cảm ơn Ngân Chu, Melissa Ngô. Trời, mà Melissa Ngô lúc nào cũng có mặt hả? Ngân Chu, hello. Oh, xin chào Michael. Oh my god, Michael Wambler. Oh my god, Michael. Sorry, my live stream is all Vietnamese, Michael. Đào Thị Duyên, xin chào. Xin chào Quang Đào Nguyễn. Xin chào Cát Bụi. Thanh Vương, xin chào. Chào Hoàng Ngọc Hà. Xin chào Thương Nguyễn. Còn ai nữa không? Mình sẽ chào một xíu thôi nha. Ngân Trang, xin chào. Chào Nguyễn Sơn. Chào Quy Quyên. Quy Nguyễn, xin chào. Canary Yến Hoàng, xin lỗi nha Quy Nguyễn. Nhật Quang Nguyễn, xin chào. Xin chào Thu HN ra Hà Nội. Đừng nhắc tới cái tên tôi thương mến, tôi đang nhớ Hà Nội lắm, tôi muốn về Hà Nội lắm rồi nghe. Thì Ngân Trang, Trang Nguyễn, Tiên Lương, xin chào. Hoài Phương, xin chào. Xin chào Ngân Trang, xin chào Trang Nguyễn, xin chào Hiền Nguyễn. Xin chào Trúc Thanh. Chào thêm một phút nữa thôi nhé. Xin chào Uyên Uyên. Xin chào Mai Loan. Chào Hugo. Ngược rồi cô ơi. Ồ vậy hả? Ồ, ngược rồi hả? Có ai thấy ngược không? Ai cũng thấy ngược hả? Hay sao? Hey Michael. Michael Wambler, it is so good to see you. thank you for joining, but there's not much English in here. I'm doing this for my my friends in Vietnam. So thanks for joining anyway. Đàm Thanh Thùy, xin chào. Chào. Ủa, có ai thấy mình bị ngược không? Sao có một người nói Liên bị ngược là sao ta? Hả? Ai thấy Liên bị ngược xin hãy lên tiếng để Liên. Đàm Thanh Thùy nói cũng bị ngược. Ai ai cũng thấy bị ngược hả? Ok, để làm lại. Như vậy hết ngược chưa? Hết ngược chưa? Bây giờ hết ngược chưa? Ồ vậy hả? Ồ vậy là chắc là cái điện thoại nó chỉ nằm đứng được thôi chứ không nằm thẳng được, không nằm ngang được phải không? Ok. Phản động cứu nước. Xin chào. Ngọc Trần, xin chào. Xin chào phản động cứu nước. Xin chào Ngọc Trần, xin chào Sang Lu, Sang Lữ. Xin chào Phùng Hữu Phúc, chào em. Ok, bây giờ được chưa? Hết ngược chưa? Tốt rồi, ok. Xin chào Hoài Phương, xin chào Tạ Văn Vinh. Xin chào Đàm Thanh Thùy. Hết ngược rồi hen. Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ nói về chuyện giận dữ. Ok, bây giờ có ai thấy trong lòng mình giận dữ vì cái chuyện Liên chào nhiều không? Xin hãy lên tiếng hả? Ai thấy bực mình rồi lên tiếng. Ai bực mình vì cái điện vì cái màn hình của Liên nó không đúng, nó ngược. Xin hãy lên tiếng. Ngô Thiên Chương, trời ơi ông nội Chương. Lâu lắm rồi nha, mình không có gặp nhau. Kỳ này tôi về Việt Nam, tôi phải kéo ông đi nhậu nữa nha. Chị đi Hao Boy, cảm ơn luôn luôn có mặt. Lê Huyền Linh, chào em. Có con chưa cưng? Hay là có rồi mà không nói cho chị biết hả? Con rơi con rớt ở đâu? Dando. Oh my god. See?
Lần này tôi nói chuyện giận ông bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đang mới thèm có mặt á. Lần trước nói chuyện Nga Nga Mỹ ổng không thèm có mặt á, ổng tẩy chay tôi ấy. Quý vị thấy không, bạn thân lâu ngày nó khổ vậy á. Ok, ai nãy giờ có ai nãy giờ có ai để ý tâm tư tình cảm của mình, thấy bực mình vì liên chào nhiều quá và bực mình vì cái điện thoại nó ngược, thì hãy hãy thành thật với lòng mình. Tại vì cái chuyện này là một phần của cái phần nói chuyện, tức là Liên cố ý làm ngược cho quý vị giận đó. Đùa thôi quý vị, thành thật xin lỗi. Không có đâu, Liên không có cố ý làm ngược đâu, cái đó tại Liên ngu thôi, phải không? Người này là không không có biết công nghệ. Thành ra lời đầu tiên là Liên xin lỗi những phụ huynh đã nhận được những cái email chúc mừng bạn đã đăng ký thành công chương trình gia đình hồn nhiên. Cái đó là một cái sự cố kỹ thuật do chính Liên tạo ra. Trời ơi trời, Liên đang nghĩ coi nếu như mà cái này mà không phải là Liên làm mà là một trong những bạn nhân viên của Liên làm thì không biết Liên cái cơn giận của Liên nó lên tới mức nào. Trời ơi, tác giả của quà của bố Trần Đình Dũng, thank you, xin chào. Cảm ơn anh Dũng, lên tiếng đi, ai cũng thích nghe anh Dũng nói đó hả. Xin chào Muối Tiêu Chanh. Thì cái vấn đề là tại vì quý vị thấy rõ không, Liên Liên để cái livestream bằng cái điện thoại mà nó ngang nó ngược, Liên còn không biết nữa. Thì lúc mà Liên cố gắng Liên set cái campaign ở trong Infusionsoft thì rõ ràng là Liên set nó tầm bậy tầm bạ, cho nên nó gửi sai tùm lum. Thì quý vị nào nhận được cái email của bạn của bé ghi là chúc mừng bạn đã đăng ký thành công chương trình gia đình hồn nhiên, thành thật xin lỗi quý vị, đó là lỗi của Liên. Và Liên xin hứa quý vị là Liên sẽ không không nhảy, không dẫm chân người khác nữa, là Liên sẽ không làm kỹ thuật nữa đâu, Liên sẽ để cho các bạn làm. Tại vì thật ra Liên cũng muốn chia sẻ công việc với các bạn nhưng mà rõ ràng là Liên không Liên không có khả năng, đúng không ạ? Thì cũng cũng ngay cái cái bạn GD Hellboy nói là cô ơi hóa ra là nhầm, làm cháu giật mình, cháu chưa có tiền đăng ký dù rất muốn tham gia. Ôi trời ơi xấu hổ ghê luôn. Có một người là bác sĩ thì gửi thư và gọi điện thoại cho nhân viên của Liên nói là tôi đã nói là tôi 70 tuổi rồi còn ghi chào bạn là vô lễ. Thì Liên có email lại, Liên nói là ồ dạ xin lỗi, tại vì cái đây là điện thoại tự động cho nên nó không có gửi cho từng người để mà nói đúng cái tuổi của người đó, thứ nhất. Thứ hai nữa là khi 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 chú đăng ký chú đâu, thế là trong data tụi con không có tuổi, thành ra không có biết ai là ai để mà xưng hô cho đúng, thành thật xin lỗi. Thì xin lỗi xong thì người đó cũng ok phải không, xong rồi cái email nó lại bị nhầm, nó lại gửi chúc mừng đã đăng ký, thế là người đó nói là nếu như không thay đổi cái này tôi sẽ lên mạng nói với tất cả mọi người bạn của bé là một cái trang web lừa đảo. Xin chào Yến Sơ Sê Trần. Peony đi. Oh my god, bạn hiền của tôi. Hôm nay bạn hiền của tôi với Joy, tôi mừng quá luôn á. Hả? Xin chào Trương Luân, chào Bảo Ngọc. Và xin trở lại với câu chuyện là như vậy. Liên thấy là cái người bác sĩ này cái cơn giận khủng khiếp ha. Chỉ có nhận một cái email nhầm và người ta gọi mình bằng tên thay vì bằng chú hay bằng cô mà đủ để xác định người ta là người lừa đảo. Và còn đe dọa là nếu không thay đổi thì tôi sẽ nói với cả thế giới bạn là người lừa đảo. Ở đây là cách trả thù vô cùng rùng rợn. Quý vị có đồng ý không? Rồi thêm vừa thì cái chuyện đó xong mình cũng nghĩ chắc là người ta giận quá, người ta nhiều khi người ta giận người ta nói thế này người ta lỡ lời thôi chứ người ta cũng chẳng có ý đó phải không? Hơn nữa lời nói gió bay, lời nói nó đâu có làm cho thay đổi được. Những ai đã đọc cái post của Liên nói về mẹ nấm thì quý vị nhớ rồi đúng không ạ? Khi mà ai đó nói mình là đồ lừa đảo đâu có nghĩa là mình thật sự là đồ lừa đảo hay biến mình thành đồ lừa đảo được đâu, đúng không ạ? Cho nên Liên cũng bỏ qua chuyện đó. Nhưng mà Liên cũng sẵn đây xin lỗi cái vị bác sĩ đó, thành thật xin lỗi về cái sự cố email này, và xin bác sĩ đừng nói với mọi người Liên là đồ lừa đảo.
Tại vì Liên thật sự không phải là đồ lừa đảo, và sự thật bác sĩ có nói thì nó cũng biến thành Liên thành người lừa đảo được đúng không ạ? Liên chỉ thấy rất tiếc cho cái điều này, làm cho một cái người lớn tuổi rồi phải bực bội thì nó cũng không có hay. Thành thật xin lỗi bác sĩ. Và sau đó Liên đọc được một cái bài báo nói rằng một phó tiến sĩ giáo sư ở Hà Nội giận tới độ, giận cái chuyện người ta đậu xe trước cửa nhà mình, tới độ đập bể cửa kính, đập bể kính xe của người ta và đập gãy gương của người ta. Bản thân ông này là phó giáo sư tiến sĩ hả, vợ là từng là giám đốc của một cái đài truyền hình to lớn như vậy mà hành xử chẳng khác gì côn đồ. Ai trong quý vị đồng ý với Liên là khi mình giận lên mình phá tài sản của người ta thì mình hành cái cách hành xử đó không khác gì côn đồ. Ai đồng ý xin hãy lên tiếng ạ. Xin chào Thi Thoa Nguyễn, chào Xuân Phan, chào Mon Belly, chào Hằng Vương, chào Bi Thỏ. Mình sẽ chào cho tới khi có người đồng ý, mình thấy được cái engagement, tức là cái sự tham gia của quý vị là đồng ý với Liên. Xin chào một du người, lúc nào cũng có một du người tham gia nha. Thank you. Nguyễn Mạnh Tuyền xin chào Ngân Trang, xin chào Hoàng Ngọc Hà, xin chào Mon Belly. Ok, Liên đã nhận được một đống những người xin chào Hoài Phương, một đống Hường Vô Va, cháu đồng ý, xin cảm ơn. Thì một đống người đã đồng ý với Liên là phó giáo sư tiến sĩ. Chỉ vì một cơn giận mà đập phá tài sản của người ta là côn đồ. Đó là hành xử của côn đồ. Và đây là một cái điều vô cùng xấu hổ cho cái giới trí thức Việt Nam. Quý vị có đồng ý rằng khi mình là một người phó giáo sư tiến sĩ, tức là mình là một phần của cái gọi là giới trí thức của Việt Nam. Mình hành xử phải đúng theo cái chuẩn mực của cái gọi là trí thức. Vậy thì chuẩn mực của trí thức là gì? Chuẩn mực của trí thức là người không bao giờ hành xử giống côn đồ. Trí thức là người giận thì nói, chứ không có giận thì đánh, chứ không có giận thì đập phá. Ai trong quý vị đồng ý với Liên là vị phó giáo sư tiến sĩ này đã làm xấu hổ giới trí thức Việt Nam? Ai đồng ý xin lên tiếng ạ. Quý vị có đồng ý là cái người chủ của cái xe đó đó là ông Nhật, nếu ông cũng là cái thứ côn đồ như ông phó giáo sư tiến sĩ này, khi ông trở lại ông thấy cái xe đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu ông làm giống như cái vị phó giáo sư tiến sĩ này thì ông đã làm gì? Ông đập phá cái cửa nhà đó hay ông đập phá cái nhà đó, ông đốt cái nhà đó đúng không ạ? À? Như vậy thì chuyện nó sẽ là cái gì? Chỉ vì chỉ vì một cái chuyện lầm lẫn nhỏ bé là đậu xe trước cửa thôi. Thì nếu hai người đều là hai thằng côn đồ về bản chất, chứ không phải là chứ còn còn cái danh xưng phó giáo sư tiến sĩ hay là cái vị trí giám đốc gì đó, nó là cái bề ngoài, cái bản chất hành xử đó là hành xử của côn đồ, thì quý vị có nghĩ nó sẽ biến thành một cái sự kiện xung đột vô cùng khủng khiếp không? Một người thì phá tài sản của người này, người kia sẽ quay lại phá tài sản của người kia, rồi tức lên nữa thì phá, và bắt đầu sẽ dẫn tới cái chuyện là đâm chém nhau. Ai trong quý vị nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra? Xin hãy lên tiếng ạ. Quý vị đồng ý không? Cho nên cái chuyện này là cái chuyện mà Liên thấy nó vô cùng nguy hiểm trong cái xã hội Việt Nam bây giờ. Cái kiểu mà ví dụ như cái chuyện mà cái người mà một người bình thường mà cư xử như vậy á, là mình đã thấy là nguy hại rồi. Và nếu chỉ có một vài người cư xử á, thì mình thấy không có mình thấy cũng cái chuyện nó cũng bình thường. Nhưng nếu đi đâu cũng gặp cái chuyện đó hết á, thì nó là cái chuyện bất thường trong xã hội rồi. Và quý vị thấy bây giờ ở trong xã hội Việt Nam mình, cái bạo lực nó khủng khiếp không tả được. Quý vị lên mạng, quý vị coi cái mấy cái clip con nít nó đánh nhau. Phải không? Bạo lực học đường, bạo hành gia đình. Rồi bây giờ tới gì? Tới phó giáo sư tiến sĩ cũng cư xử theo kiểu bạo lực côn đồ. Vậy thì cái xã hội Việt Nam này, cái tương lai nó sẽ đi về đâu? Ai trong quý vị thấy là cái vấn đề bạo lực trong xã hội Việt Nam là cái vấn đề vô cùng đáng sợ. Rất là đáng sợ. Vậy thì
chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì? Có câu hỏi của Peony đi. Ê bạn, tôi chơi ác tôi nha. Nếu có người đậu xe trước cửa nhà mình xong bỏ đi mất dạng, kiếm hoài không được, không thể lấy xe ra được, mình phải đi taxi thì mình làm sao? À, chuyện đó thường xảy ra ở Mỹ rồi, bởi hơi bị nhiều chứ không phải không đâu. Thì cái lúc đó mình kêu xe tới cẩu cái xe đó tránh xa ra. Ở Mỹ người ta sẽ làm như vậy. Liên nói Việt Nam sao hả? Liên nói ở Mỹ người ta sẽ làm như vậy. Ở Mỹ người ta sẽ gọi xe xe thô tới, tức là cái xe mà xe cẩu á. À, người ta cẩu đi tới cái bãi, à, rồi cái người khách đó khi trở về á thì phải tới cái bãi đó lấy xe về và trả tiền cẩu xe, trả tiền đậu xe, và mình không có bị gì hết. À, còn ở Việt Nam thì Liên không biết là có cái bãi đó hay không, và có ai chịu cẩu xe mà không, và cái người gọi không phải trả tiền hay không, cái chuyện đó Liên không có biết. Cho nên có một vài cách mình thà làm được là mình kêu, ở Việt Nam thì thành thật mà nói Liên không biết ở Việt Nam mình làm gì giờ. Tại vì nếu mình kêu xe cẩu đi á thì mình sẽ phải trả tiền cẩu. Mà mình chưa biết là cái người chủ xe đó là người đàng hoàng hay người côn đồ. Mà nếu nó côn đồ á, nó tới nó còn quýnh mình vì lý do á, mình cẩu xe nó đi. Thì quý vị sẽ thấy là cái hành xử trong cuộc đời này á, nó luôn luôn là cái chuyện hai chiều. Nếu một người đàng hoàng mà một người côn đồ á thì nó không đi tới đâu được. Và hai người côn đồ tới đâu á, hai người côn đồ với nhau á thì nó sẽ đi tới chiến tranh, đánh chém cho tới cả hai cùng chết, cả hai cùng bị thương tới mệt nhoài. Chỉ có cái hai người tử tế với nhau á thì nó mới đi tới kết quả tốt đẹp. Cho nên cái điều quan trọng á là chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là phải phải dạy dỗ con cái mình và phải dạy dỗ chính mình để luôn luôn nuôi dưỡng cái hạt giống tử tế trong lòng mình. Và cái đáng sợ là quý vị thấy á, Thanh Mai ghi là như vậy: đi taxi xong đó ghi giấy dán vào kính xe là trả tiền taxi cho tôi hoặc lần sau xe bị xì lốp, ha ha. Ủa mình à, mình đi xì lốp xe người ta là mình cũng phá hoại tài sản của người ta rồi nha Thanh Mai. Tôi không có đồng ý với cách làm đó đâu, thành thật xin lỗi, tôi thẳng thắn như vậy. Nhưng mà có một cách khác mình có thể làm á là cái xe đó nằm đó hả, và mình có thể kéo cái xe đó đi, mình kêu xe cứu hộ, mình kéo đi tới một chỗ nào đó, xong rồi mình để cái giấy, mình nói là muốn biết xe ở đâu thì phải đưa tiền cho tôi trước ha, tôi sẽ chỉ chỗ cho tới lấy xe, và như vậy thì phải trả cái tiền kéo xe đi. Peony ghi là lần đầu tôi lấy giấy viết cảnh cáo dán lên xe, vài ngày sau đó nó đậu tiếp, tôi đã gọi công an khu vực, cuối cùng tôi vẫn phải đi taxi. Lần sau tôi kêu thằng em đi mua sơn xịt xe, sau đó nó không bao giờ đậu nữa. Trời ơi, bạn thân của tôi cũng chơi cái trò. Khổ cái thân cái xã hội Việt Nam mình bây giờ là chỉ có nước là người tử tế cũng phải cư xử côn đồ, tại vì ê, tôi tưởng là bạn thân của tôi tử tế lắm chứ. Mà tôi thấy ở Việt Nam gọi công an để làm gì quý vị? Quý vị có đồng ý không? Rất ít có công an tốt chứ không phải không. Nhưng mà rất ít công an tốt. Đa số công an họ vào cái con đường đó là vì tiền, là vì tiền. Và họ sẵn sàng làm bậy vì tiền. Và những cái người công an tốt á, thường là họ cũng cuối cùng họ cũng bị văng ra khỏi cái hệ thống đó thôi. Vậy thì gọi công an để làm gì? Liên đề nghị là mình sẽ gọi xe cứu hộ, mình lôi cái xe đó đi chỗ khác. Và khi họ trở về thì mình nói
Mình nói là được, trả cái tiền kéo xe đi thì tôi sẽ chỉ chỗ cho xe đi đâu và đi tới đó lấy xe. Và mình sẽ để một cái bảng trên trước cửa nhà mình đó, là ai đậu xe chỗ này không được đậu xe, ai đậu xe sẽ bị kéo đi, và phải trả tiền kéo. Hoặc là Ngân Trang cũng đưa ra một cái giải pháp liên thấy cũng hay, tức là lấy xe, lấy dây xích khóa, xóa khóa bánh xe lại và ghi số điện thoại để nói chuyện sau. Thành ra Liên nghĩ là dù cho người ta có làm lỗi gì với mình, điều đó không có nghĩa là vì họ có lỗi với mình cho nên mình có quyền có lỗi với họ. Cái này trong trong cái lớp gia đình cha mẹ hồn nhiên, Liên có nói tới tư duy phản biện, tức là gì, những cái dạng ngụy biện. Là quý vị thấy là ngụy biện thường là gì, tại vì bạn có lỗi cho nên với tôi, cho nên tôi có quyền có lỗi với bạn, đó là dạng ngụy biện. Không phải vì người ta có lỗi với mình mà mình có quyền có lỗi với người ta được, quý vị đúng không ạ? Thành ra khi mà người ta đậu xe trước cửa nhà mình, người ta có lỗi, mình không có quyền phá xe người ta. Mình chỉ có quyền làm sao cho người ta nhớ mà không đậu lại thôi. Và nếu mình kéo xe họ đi thì mình phải cho họ biết là mình kéo đi đâu, và mình nói là phải trả cái tiền kéo xe cho mình thì mình mới chỉ kéo đi đâu, chứ mình không có ăn cắp xe của họ. Hoài Phương nói là ở Việt Nam nếu kéo xe của họ đi họ còn vu khống cho ăn cắp, thì cái đó đúng. Cái chuyện nó có thể xảy ra, tức là như Liên nói đó, hai người mình tử tế mà mình gặp côn đồ thì mình cũng mệt đúng không ạ? Dạ cảm ơn thầy thầy Kim. Xin thưa xin giới thiệu với quý vị giáo sư Kim Hoàng Trọng Kim, đây là một vị bác sĩ rất đáng kính quý vị. Chúng ta không nên vì những cái chuyện bác sĩ giáo sư gần đây mà chúng ta trùm mền cho tất cả các bác sĩ Việt Nam, đó là cái điều vô cùng không công bằng với những vị bác sĩ đáng khâm phục như là giáo sư Hoàng Trọng Kim. Cảm ơn thầy theo dõi em. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là vậy mình làm thế nào khi mình đối diện với cơn giận. Liên thấy là có lẽ Liên phải có một cái lời, có lẽ là Liên phải có một cái lời xin lỗi tất cả phụ huynh Việt Nam. Hay là Liên phải có một cái tiêu đề, một cái quyển sách hay là một cái bài báo gì đó ghi cái câu là như vậy: kỷ luật không nước mắt và niềm hoang tưởng đẫm nước mắt. Sự thật là vậy. Liên thấy là khi mà trước khi Liên bắt đầu làm cái chương trình kỷ luật không nước mắt ở Việt Nam đó, trước khi Liên về Việt Nam, thì là ở Việt Nam cái khái niệm phải tìm thông tin để dạy con nó hầu như là không có. Khi Liên bắt đầu Liên làm từ năm 2009 thì những người đầu tiên được Liên nói tới thì là họ 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 thậm chí họ còn chửi Liên là mình là Liên mất dạy, là Liên thế này thế kia. Nhưng bây giờ thì là thì bây giờ thì là cái chuyện là dạy con là phải đi tìm thông tin để mà học, nó trở thành giống như là cái chuyện đương nhiên rồi. Thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Nhưng mà gần đây Liên thấy cái đáng sợ là cái gì? Là rất nhiều phụ huynh hiểu được rằng không nên đánh con, không nên nạt con, nhưng không thể làm gì khác hơn được. Khi giận lên là thế nào cũng quýnh, thế nào cũng nạt. Ai là người đó hãy can đảm thú hận trước bình minh. Xin chào Quỳnh Loan, xin chào Phản Động Cứu Nước, xin chào Thanh Nguyễn, xin chào Nguyễn Thị Thanh Oanh. Mình sẽ chào cho tới khi nào mình thấy có những cái câu trả lời tôi là người như vậy. Ai là người thấy là không nên đánh con, không nên phạt con, nhưng mà hễ con mà làm cái gì trái ý mình một chút thiếu thôi là quầm thằng nhỏ liền hay quầm con bé liền. Và sau đó thì vô cùng đau khổ.
À, thấy có nhiều người trả lời rồi. Xin cảm ơn sự thành thật của Mondali, của I am Gnat, Nguyễn Hạnh, Vân Anh Nguyễn và Châu Lê. Xin cảm ơn Hường Vô Va. Nói là cháu chưa có con cơ mà cháu nghĩ cháu sẽ như cô nói trong một số lần. Thuận Bích, Quy Nguyễn, Ngân Trang, xin cảm ơn sự trung thực của các bạn. Xin cảm ơn Mai Nguyễn. Và như vậy thì Liên nghĩ là Liên phải làm một cái khóa học mới. Cái khóa học mới đó sẽ có tên là thoát vòng bạo lực. Ai trong quý vị sẽ thích tham gia khóa học này? Ai trong quý vị muốn tham gia cái khóa học thoát vòng bạo lực? Tại vì Liên thấy là trong cái chương trình kỷ luật không nước mắt ở trên kina.vn á, Liên có cái phần hạ hỏa. Mà Liên thấy là cái phần hạ hỏa Liên nói sơ sơ như vậy á, nó không có thay đổi được cái gì trơn, quý vị không làm được. Thì bản thân Liên Liên cũng luyện tập theo cái kiểu đó thôi, nhưng mà lâu lắm mới được, đúng không ạ? Mà Liên thấy là rất nhiều người là không có được. Cho nên cho nên Liên nghĩ là mình cần phải có một cái khóa học nghiêm túc. Nói chi tiết, nói dài hơi về những cái cách để mà làm sao cho quý vị hiểu được bản chất thật sự của cơn giận, và làm sao để mà không 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 trở thành nô lệ của cơn giận. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Duy Long. Cái anh chàng này là học tiến sĩ ở UC Berkeley và Liên gặp ở UC Berkeley và bây giờ đang dạy ở một cái trường đại học nào đó bên Mỹ quý vị. Quý vị thấy người Việt mình nhiều người giỏi ghê không? Xin chào tiến sĩ Khang Trần. Ôi ơi. My brother. Em trai xinh đẹp của chị. Ai ai trong quý vị biết có tới trường đại học nhân văn á thì hãy tới khu quan hệ quốc tế để gặp thầy Trần Nguyên Khang, thầy Trần Nguyên Khang. Đây là em con của chú ruột của Liên, hồi dễ thương lắm quý vị. Và cái điều Liên muốn chia sẻ với quý vị nó như vậy nè, nó không phải cái cơn giận, nó không đơn giản chỉ là khi mình nói tôi không giận là tôi sẽ không giận. Cái đáng sợ tiếp theo là gì? Khi mà mình dạy cho con nít là đừng giận, thì đó là một cái điều dạy vô cùng sai trái. Hôm qua đó Thanh nói là lấy học phí dành cho nhà nghèo đi chị ơi, với chị dạy ở Sài Gòn không ạ? Khóa học của chị gần bằng tháng lương của em rồi. Ok, vậy thì á, trời ơi, đâu có cần tới học với Liên đâu, Liên để cho người ta quay, người ta để lên YouTube miễn phí nhiều lắm mà. Ai thật ra nó như vậy quý vị, cái lý do mà cái khóa học của Liên mà Liên để cái giá như vậy á, là để nó không có là vì sao? Là vì Liên thấy á, nếu mà Liên để giá rẻ đó thì những cái người có khả năng cao á, họ họ sẽ rất là coi thường. Như bản thân Liên nè. Liên thấy là có một lần Liên đi học ở bên ông Tony Robbins. Có một lần Liên đi học ở Tony Robbins thì ổng lấy cái khóa học 3 ngày đó có 300 đô thôi. Ở bên Singapore thì Liên cứ Liên cứ chạy ra chạy vô. Chạy ra chạy vô. Chạy ra chạy vô. Liên không học gì hết trơn. Tới hồi mà Liên đi học cái khóa mà nó lấy vài ngàn á, trời, lúc đó hả, Liên nuốt từng chữ một. Và lúc Liên nuốt từng chữ một, Liên mới biết là gì, những cái gì mà ổng nói trong cái khóa vài ngàn á, ổng nói hết trơn trong cái khóa 300 rồi. Thành ra đó, cái chuyện này á, nó vô lý nhưng mà nó có thật quý vị. Tức là mỗi lần mà Liên thấy là cái khóa học của Liên á, cái khóa học mà miễn phí á, người ta đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi ra đi vô. Còn cái khóa học mà Liên lấy tiền á, họ ngồi rất là nghiêm túc. Cho nên cho nên á, Liên Liên mặc dù là Liên rất muốn, đây là rất muốn, thật ra cái lòng Liên chỉ muốn giúp những người nghèo,
Và đương nhiên không có điều đó, điều đó không có nghĩa là thôi Liên không muốn muốn giúp người giàu, Liên nghĩ là người giàu hay người nghèo gì thì cái nhu cầu mà muốn có yêu thương con nó đều giống nhau, nhưng mà cái quan trọng á là mình phải giúp ở cái mức làm sao để cho họ có được ích lợi. Cho nên cái người mà họ đã có nhiều tiền mà mình lấy ít tiền của họ, cái họ coi thường lắm, cái tâm lý nó ngộ vậy đó, khó hiểu ghê luôn á. Mà càng làm Liên càng thấy là cái chuyện nó không thể đi ngược lại được á. Thành ra ai mà ít tiền á, lên YouTube coi miễn phí cho nó nhiều lắm hả, hoặc là lên kina.vn, năm khóa học của Liên trên đó có 500 ngàn à. Nó rẻ lắm quý vị ơi. Và ai mà muốn gặp Liên bên ngoài mà không tốn tiền ấy, thì tới những cái hội thảo miễn phí của Liên. Có rất nhiều cách để quý vị có thể tiếp cận với thông tin của Liên mà không tốn tiền, phải không ạ? Còn còn quý vị nào mà thích tốn tiền thì là vẫn có cách để quý vị tốn tiền như thường. Bây giờ mới trở lại với cái chuyện bây giờ mới trở lại với cái chuyện cơn giận. Thì hôm qua đó Liên nói chuyện với một cái bạn bạn nhân viên của Liên, thì cô đó cũng nói là cô đó cũng nói với Liên là chị biết không, từ ngày mà em nghe pháp xong rồi bây giờ em không có giận nữa, và em rất ít khi giận. Cái danh sách của cái thứ mà làm cho em nổi giận hồi xưa đó bây giờ nó ngắn lắm, hồi xưa nó dài thòn, đụng đâu cái gì cũng làm em giận, còn bây giờ hầu như là không có cái danh sách mà những cái thứ làm em giận bây giờ nó rất là ít. Ai trong quý vị có muốn có cái khả năng đó? Ai trong quý vị nghĩ là nếu mà mình đụng đâu giận đó mình khổ lắm? Và mình muốn có cái khả năng là rất ít thứ làm cho mình giận. Ai trong quý vị đồng ý là khi mình giận á, dù cho vì mình giận mình đánh người ta hay mình chém người ta đó, thì trước khi mình đánh mình chém á, mình đã khổ trước rồi. Ai trong quý vị đồng ý điều đó? Thành ra cái điều Liên muốn chia sẻ với quý vị là gì? Khi mình nổi giận, người đầu tiên khổ là mình. Và cái cô nhân viên của Liên mới nói là chị ơi bây giờ em thấy em sướng lắm, tại vì á rất ít thứ làm cho em nổi giận. Nhưng mà Liên muốn chia sẻ với quý vị cái điều này là cái nguy hại của cái chuyện mà cái cô nhân viên của Liên nói có thể là không phải là cổ hết giận, mà cổ đã thành công trong việc đào tạo cho chính cổ cái khả năng không nhìn thấy cơn giận của mình thì đúng hơn. Thầy Trần Nguyên Khang nói rằng người hạnh phúc là người ít giận. À, đó là người đang viết đó quý vị. Thầy Trần Nguyên Khang là người chưa bao giờ thấy ổng giận. Tôi quen ổng từ hồi ổng mới sinh ra cho tới bây giờ ha, chưa bao giờ thấy ổng giận. Mà hình như trong nguyên cái dòng họ Trần Trọng của tôi có mình thằng này là không có giận thôi, còn ai cũng giận thấy sợ hãi luôn. Và trong đó có tôi ha, ai đã từng nhìn thấy Trần Thị Ái Liên này giận rồi vô cùng khủng khiếp ha. Cái điều Liên muốn chia sẻ với quý vị ở đây là vậy, rất nhiều trường hợp là chúng ta cái chuyện ở mình cứ tưởng là mình hết giận, nghe pháp và tập buông bỏ. À, các bụi nói rằng nghe pháp và tập buông bỏ thì tâm sẽ nhẹ nhàng hơn. À, và cái cô nhân viên của Liên cũng là cái người nghe pháp rồi quyết định buông bỏ và buông được ha. Nhưng mà sự thật là vậy quý vị, Liên không biết là có buông được hay không, nhưng mà nó có cái khả năng bị cái vấn đề này. Đó là mình không hề buông mà mình tưởng mình buông. Tức là những cái đứa trẻ mà hồi nhỏ cái sang chấn tâm lý nó quá lớn, cái tổn thương tâm lý nó quá lớn á, thì lớn lên á nó sẽ có thể bị cái vấn đề nó gọi là gì? Mình chỉ thấy distorted reality, tức là mình chỉ thấy một cái gì trước mặt mình á, mình không có thấy như là sự thật. Mình chỉ tức mình không có thấy sự thật. Mình nó không tới mức hoang tưởng ha. Schizophrenia là hoang tưởng, tức là không có người nào hết mà mình tưởng là có người thì nó khác. Còn distorted reality là sao? Tức là ví dụ như mình thấy cái gì đó, xong rồi trong đầu mình vẽ ra một cái câu chuyện dựa trên những cái thứ mình thấy, thì mình sẽ tạo ra một cái distorted reality. Thì Liên á,
Liên là một đứa trẻ bị tổn thương tâm lý rất là nặng nề, cho nên Liên cũng bị như vậy. Những quý vị nào tham gia lớp cha mẹ đồng hành hoặc là cái combo cùng con vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì ở trên kina.vn á, thì quý vị sẽ được nghe Liên kể về tất cả những vấn đề tâm lý của Liên ha. Nhưng mà ở đây quý vị có thể nghe một phần của nó, tức là Liên là người mà nhìn thấy distorted reality. Vì gần đây có một anh chàng người Mỹ hả, lên mạng cua Liên, trời ơi không thể tả được, nghĩa là cảm nắng vô cùng khủng khiếp. Những ai đã tham gia cái lớp học nói về đối thoại với con về tình yêu hả, thì sẽ thấy là Liên nói về là tình yêu nó có 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cảm nắng rồi gì á, phải không, tới qua tới giai đoạn thứ năm nó mới thật sự là tình yêu. Nhưng mà cái hạnh phúc nhất, cái thích thú nhất là cái cảm nắng, và cái khủng khiếp nhất cũng là cái cảm nắng, phải không? Nhưng nếu mà mình là người nghiêm túc, mình có vợ có chồng thì mình cảm nắng thì cảm nắng, nhưng mình không đi xa hơn thì nó sẽ không tiến tới một cái chuyện gì ghê gớm. Nhưng đa số người ta là không đủ khả năng vượt qua cái cám dỗ khủng khiếp của cảm nắng, phải không? Còn Liên thì Liên đâu có chồng đâu hả? Liên còn người yêu của Liên là cái ông Nhật ở bên Nhật đó, cái ông nhỏ hơn Liên 14 tuổi đó, thì Liên cũng biết có phải người yêu không nữa. Tại vì á, Liên không gọi ổng là ổng chẳng bao giờ gọi Liên, mà lâu lắm rồi Liên thử Liên không gọi thử coi ổng có gọi không, mà không thấy ổng gọi, cho nên chắc ổng ổng quên Liên luôn rồi quý vị ơi. Thành ra coi như là Liên hiện tại tạm gọi là độc thân, phải không? Thì cái anh chàng Mỹ này á, cua Liên, trời ơi Liên cảm năng không tả được, Liên thấy nó là đẹp trai, ôi trời ơi. Video FaceTime thấy chuyện đẹp trai không tả được, nó thấy mê, nghĩa là trong đời tôi chưa mê ai nhiều như người này hả. Cái là cô nàng ngu xuẩn Trần Thị Ái Liên bỏ tất cả, dẹp hết công việc của Việt Nam, bay về Mỹ để gặp anh này. Chuyện mới xảy ra cách đây nửa tháng đó, quý vị. Cho nên nhiều người nói Liên sau này lúc này thấy Liên lạ, là tại vì Liên vừa mới broken heart đó, Liên vừa mới bị Liên... cho nên cái mặt Liên nó xấu, bởi là Liên buồn là mặt Liên nó xấu, quý vị biết không? Thì Liên bay về Mỹ, Liên gặp anh này, thì vừa gặp xong quý vị có thể tưởng tượng là trên điện thoại Liên nói trời ơi, đẹp trai quá, tôi chưa bao giờ tôi may mắn mà được anh chàng đẹp trai tới như vậy, yêu thương tôi chưa, tôi khoái quá, không tới hồi Liên vừa bước ra khỏi phi trường, hắn tới hắn chờ hắn hắn đón Liên ở phi trường đi. Nó, đây là hắn sao? À, trời ơi, sao nó xấu trai dữ vậy? Ôi trời, quý vị không thể tưởng tượng được. Liên lúc đó nó nói, ủa, sao nó xấu trai dữ vậy? Thì cái đáng sợ tiếp theo là lúc đó mình thấy hắn xấu trai quá. Cái nhưng mà trước đó là trên điện thoại 2 tháng trời là cái video FaceTime, mà lúc nào mình cũng thấy hắn đẹp trai, mà gặp ai mình cũng khoe đẹp trai không, đẹp trai không, coi hình nè, đẹp trai không, đẹp trai không. Mà lúc đó mình thấy là ai cũng có vẻ như không nói gì. Thì lúc mình gặp ở phi trường mình nói, ủa thế ra hắn không đẹp trai. Cái tới hồi đi chơi cái thì hắn cũng dễ thương, tức là cũng có nhiều hành động rất là ngọt ngào, cái bắt đầu mình thấy hắn đẹp trai lại. Lúc này mình thấy, ôi sao hắn xong, ôi đẹp trai quá. Khủng khiếp thiệt quý vị, tức là nhưng mà chưa hết chuyện. Thì đó đó là cái chuyện đầu tiên để Liên nói với quý vị, cái chuyện là khi mà con nít nó bị tổn thương về tâm lý, bị đánh, bị chửi, hay là bị bỏ rơi, hay là bị disconnected đó, tức là một cái người mẹ mà ôm con như cái lòng chẳng có để ở đứa con, cái tâm chẳng để ở đứa con mà để chuyện khác đó, thì cái đứa nhỏ nó sẽ bị xa bị tổn thương tâm lý. Thì đó là cái chuyện thứ nhất, là khi đứa nhỏ bị tổn thương tâm lý, đa số là vì bị đánh, bị chửi, bị chê bai nặng nề, thì họ sẽ thì lớn lên một trong những cái vấn đề nó bị là chỉ nhìn thấy distorted reality, tức là nó thấy cái gì đó rồi nó vẽ ra một câu chuyện hoàn toàn khác với sự thật dựa trên cái gì nó thấy, chứ không phải là hoang tưởng. Hả quý vị, hoang tưởng là thấy cái thứ mà nó không có luôn, còn đây là mình vẫn thấy cái thứ có nhưng mình vẽ ra một câu chuyện khác
dựa trên cái thứ mình thấy. Rồi chưa hết chuyện, tức là gặp xong thì vừa mới gặp được có 2 ngày cái hắn nói xin lỗi, tôi thấy hai đứa mình không hợp, và hắn và như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta nên dừng ở đây. Trời ơi. Ôi ơi, lúc đó Liên cảm thấy như là trời sập. Liên nói chứ. Bây giờ mình làm gì? Bây giờ mình làm gì? Tức là mình bay tuốt qua Chicago để mình gặp cái anh chàng này, phải không? Và nói là sẽ ở Chicago 5 ngày với nhau, mà mới có 2 ngày hắn cuốn cỏ hắn chạy mất tiêu rồi. Mình nói bây giờ mình làm gì? Mình nói nhưng mà có cái lạ quý vị, lúc đó Liên không thấy buồn, Liên cũng không thấy giận. Liên nói Liên ngồi Liên Liên nghĩ, sao mình không buồn, mình cũng không giận, mình không thấy gì hết, không có cảm giác gì hết. Xong rồi cho tới rồi sau đó 3 ngày sau thì Liên lên máy bay, Liên bay về Cali nhà má Liên, Liên ở nhà má Liên thì Liên cũng không buồn không giận. Hello Hoàng Hữu Chiến, cảm ơn em tham gia nha. Hoàng Hữu Chiến là một trong những tình nguyện viên vô cùng năng động và tận tụy với bạn của bé đây quý vị. Cảm ơn em tham gia livestream Chiến. Và Chiến bây giờ có vợ có con và một một người bố rất tuyệt vời ha. Thì trở lại với câu chuyện là như vậy, thì lúc đó anh chàng này mới email xin lỗi Liên. Email Liên nói là tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, và tôi cảm thấy tôi đã có tội vì đã làm tổn thương Liên. Trời ơi, lúc đó Liên mới giận. Cái cơn giận nó khủng khiếp, nó giận không tả được mà nó buồn không tả được. Nó buồn, nó giận không tả được. Lúc đó Liên mới nó ủa hả? 2 tuần rồi bây giờ mình mới buồn mình mới giận là sao trời. Lúc đó Liên mới nhớ lại là Liên có một cái, những quý vị mà có, dạ thầy gọi Ái Liên ơi. Dạ chào thầy. Thầy Hoàng Trọng Kim gọi Ái Liên ơi. Dạ em nghe đó thầy. Thì lúc đó Liên mới nhớ là cái hồi xưa đó, cái cô bạn Liên có một cô bạn rất là thân ở Oregon á, thì Liên cái cô đó cổ ít nói lắm, cho nên mỗi lần mà Liên gặp cổ đó, Liên hay than thở chuyện là anh chị Liên thế này với Liên, anh chị kia thế Liên này kia với Liên, thì cô đó mới nói là Ái Liên sao cứ mỗi lần bồ kể tới chuyện quá khứ là bồ giận như thể nó đang hiện tại vậy. Cái mình nói ha đúng ha, cái cổ nói như vậy thì như vậy thì xong mình nghĩ ủa tại sao vậy ta, tại sao mình cứ giận chuyện quá khứ không à, mình không giận chuyện hiện tại. Thì cái đó nó cũng nằm trong đầu Liên mà Liên cũng chưa có câu trả lời. Thì tới cái lần vừa rồi Liên đi Cyprus với bạn Liên á, thì quý vị nào có tham gia cái những cái livestream trước, Liên có nhắc tới cái chuyện mà Liên đi Cyprus rồi mấy bạn Liên đi người Việt đi chung với Liên rồi qua bên đó ồn ào rồi xả rác rồi ngắt hoa dại gì gì đó, còn nhớ không? Thì lúc đó Liên hơi hơi bực mình vậy thôi, nhưng mà cái ngày cuối cùng á, có một cái cô cổ đi bộ với Liên buổi sáng ở dọc bờ biển á, thì cổ nói chuyện với một tiếng đồng hồ, cổ nói nhiều chuyện lắm. Nhưng mà Liên thấy vui lắm, Liên thấy ô mình mừng quá, mấy cô này nói chuyện với mình thân mật. Nhưng tới hồi á nói chuyện xong rồi á, Liên mới lúc đó mấy người đó đi hết trơn rồi, Liên đang chuẩn bị để bay về Việt Nam, lúc đó Liên mới giận đùng 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 lên. Xin chào Trang Võ Anh Vinh. Trang Võ Anh Vinh đây cũng là một bác sĩ rất trẻ, rất lễ phép với bệnh nhân, rất tận tình, rất giỏi. Đây là cũng là học trò của thầy Hoàng Trọng Kim và bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương đây quý vị. Và cũng là một trong những tình nguyện viên đầu tiên của bạn của bé hả? Chương trình từ thiện đầu tiên của bạn của bé là do Trang bác sĩ Trang Võ Anh Vinh giới thiệu để làm ở dưới dưới quê ở đâu đó liền quên rồi. Nhưng mà chương trình đầu tiên của bạn của bé là do mà Trang Võ Anh Vinh giới thiệu để làm ở dưới quê. Liên xin giới thiệu với quý vị, đây là một người bác sĩ rất đáng để chúng ta trân trọng.
À, thì trở lại với câu chuyện là như vậy. Thì cái lúc đó đó, cái cô mấy cô bạn của Liên á lên xe đi hết rồi, và Liên đang ở trong cái apartment đó để chuẩn bị đi dọn dẹp đồ để đi về Việt Nam. Thì cái cơn giận nó mới tới đùng 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 lên. Thì Liên mới biết là à, cái cô này suốt suốt 1 tiếng đồng hồ á, cổ nói chuyện với Liên á, cổ toàn là nói mỹ á Liên không à. Cổ toàn là hàm ý chửi Liên là đồ thế này đồ thế kia thôi à. Trời ơi. Bây giờ sau cái chuyện cái anh chàng này á, Liên mới nhớ lại, Liên mới sâu chuỗi tất cả những sự kiện, Liên mới thấy rõ ràng á là Liên có cái vấn đề vô cùng nặng nề này. Đó là gì quý vị? Đó là ngay cái lúc ai đó tổn thương Liên, ai đó hại Liên, Liên không có khả năng cảm nhận được cơn giận của mình. Nhưng cơn giận nó vẫn có, chỉ có mình không thấy thôi. Và sau này á, có cái lý do nào đó nó nhắc lại, nó nhớ lại, lúc đó nó mới thấy giận. Quý vị thấy nguy hiểm không? Và cái đáng sợ của cái chuyện này là gì? Khi mà chúng ta giận thì đó là một cái năng lượng rất tiêu cực, và nếu mà mình không giải quyết cái năng lượng đó thì nó sẽ tàn phá chúng ta, nó tàn phá từ trong ra ngoài. Đây là lý do mà quý vị thấy Liên sống rất là đàng hoàng, Liên ăn uống rất cẩn thận, Liên không có ăn quá nhiều, Liên Liên luôn luôn Liên không có nhậu nhẹt tới mức khủng khiếp, Liên không có ăn muối ăn đường tới mức khủng khiếp, Liên không có ăn mỡ tới mức khủng khiếp, Liên rất là nghiêm túc trong cái chuyện ăn uống, Liên có đi tập thể dục đàng hoàng ha, Liên đi đánh tennis thứ hai thứ sáu, rồi Liên tập yoga thứ ba, rồi Liên đi bộ thứ năm thứ bảy. Nhưng mà tại sao tóc Liên nó vẫn cứ sơ sát và nó cứ rụng tơi tả, Liên còn uống thuốc bổ tóc và nail nữa mà tóc Liên nó vẫn sơ sát và rụng tơi tả, da mặt Liên vẫn nám, bụng Liên nó vẫn phình lên, nó không tiêu, là vì sao quý vị? Là vì cái năng lượng giận của mình đó, nó không được giải tỏa, nó cứ ở trong đó rồi nó sình lên, rồi nó thúi lên ở trong đó, và nó đầu tiên là nó làm mình u uất, nó làm mình buồn bã, và nặng nề hơn nó sẽ thành trầm cảm, đó là Liên, và nặng nề hơn nữa nó sẽ tạo ra những cái triệu chứng nó gọi là bệnh chuyển hóa. Quý vị có gặp những cái người mà ăn lạc khủng khiếp không, mà uống bao nhiêu thuốc nó vẫn không hạ cao máu không, nó không hạ huyết áp không? Quý vị có gặp những cái người mà không hề đụng tới mỡ, nghĩa là tuyệt đối không đụng tới mỡ mà cứ bị cao mỡ máu. Rồi quý vị thấy có người không hề hút thuốc mà bị ung thư phổi không? Đó là sao? Đó là vì những cái năng lượng tiêu cực nó không có được giải tỏa. Và nếu như mình không biết mình có thì lấy đâu mà mình tìm cách giải tỏa? Phải có hai chuyện mình cần phải nói, là chuyện stress và cái chuyện giận lên là bù lu bù loa rồi thôi hả, hai chuyện này chứ là mình sẽ nói tới sau. Thì bây giờ Liên mới nói tới quý vị cái lý do tại sao mà Liên bị như vậy. Liên quan sát lâu lắm rồi mới mới hiểu tại sao. Là vì á, cái hồi Liên nhỏ đó, những ai đó đọc ebook của Liên á, sách không tên dành cho cha mẹ, thì có nghe Liên kể về cái chuyện là mấy chị Liên, mấy anh chị Liên hồi xưa á, đùa giỡn rất là tàn nhẫn với Liên. À, Liên không, anh chị Liên không phải là người xấu, nhưng mà con nít mà khi không có người lớn ở nhà để mà hướng dẫn thì là đương nhiên là nó sẽ sống theo bản năng. Và bản năng của động vật là con lớn ép con bé vậy thôi à. Chỉ có con người á, mới nghĩ tới đạo đức là lớn phải nhường bé, chứ còn bản năng của động vật là lớn nuốt bé. Cho nên hồi nhỏ mấy anh chị Liên đùa giỡn rất là tàn nhẫn. Ví dụ như trong sách ebook sách không tên dành cho cha mẹ của Liên, Liên có ghi á, là ví dụ như mấy anh chị Liên hè nhau là nắm tay nắm chân Liên lại rồi cò lét Liên. Cò lét Liên cho tới tới khi nào mà Liên chịu không nổi, Liên cười đã rồi Liên khóc rồi Liên đã Liên hét rồi Liên dậm rồi Liên chửi chửi hổn lên. Thì lúc mà Liên bắt đầu chửi hổn mấy anh chị Liên là bắt đầu thả ra và kêu Liên lại, mày hổn với anh chị. Như vậy là không tốt. Thì Liên mới tức quá, Liên hét om sòm lên là tại anh chị chơi ác với em gì vậy, nó nói không được hổn. À, mình vẫn tiếp tục hổn thì tại cơn giận mình đang đùng đùng mà. Thế là đè xuống đánh mình. Tại vì mày hổn mà kêu mày không hổn, mày còn tiếp tục hổn cho nên mày xứng đáng bị đánh hả? À, thì rất nhiều trường hợp như vậy, và Liên thấy Liên không phải là đứa con nít duy nhất bị như vậy đâu. Rất nhiều trẻ em Việt Nam bị như vậy. Cho nên á, không biết
chắc chắn Liên không phải là người duy nhất bị cái vấn đề này. Đó là gì? Đó là khi đứa nhỏ nó bị uất ức, nó bị oan ức, nó bị la oan hay nó bị chơi xấu hay gì đó, nó tức lên. Và khi nó tức lên thì nó chưa đủ trưởng thành để nó hành xử như người tử tế, nó chưa đủ trưởng thành để nó hành xử như người trí thức, mà nó hành xử theo bản năng thôi. Và bản năng của con nít, của nó là, của động vật là giận lên là nó cắn, mà của con người giận lên thì nó chửi, phải không ạ? Xin chào Mai Ngọc Tuyền, trời ơi cục cưng, phải không? Đây là một trong những tình nguyện viên đầu tiên của bạn cô bé. Quý vị, xin giới thiệu với quý vị, đây là một con người vô cùng tài giỏi, đáng yêu, và nó sắp lấy chồng hay nó lấy chồng rồi gì đó, đại khái vậy. Chị ghét mấy đứa mà lấy chồng trước chị lắm nha cưng. Không, mà mình phải dẹp cái ghét đó, tại vì hình như ai cũng lấy chồng trước mình hết trơn, phải không? Thì cái trở lại với câu chuyện á, là thì con nít khi mà nó hỗn thì nó bị đánh, cho nên nó không muốn bị đánh nữa, thì nó trong cái suy nghĩ logic đơn giản ngây thơ của đứa con nít đó, nó sẽ nói như vậy: bị đánh thì đau, cho nên muốn không đau á, thì làm sao cho không bị đánh, mà muốn không bị đánh á, thì đừng hỗn, mà không muốn hỗn thì đừng giận. Thế là cái đứa con nít đó, nó rất là hay, nó tạo cho nó một cái thói quen, nó gọi là automatic reaction, tức là một cái phản ứng tự động, nó giống như là second nature, tức là một cái sự tự nhiên thứ hai của con người mình vậy đó. Tức là hễ mà ai làm nó giận là nó không nhìn thấy cơn giận của nó luôn, chứ không thể có chuyện không giận được. Quý vị biết tại sao chúng ta không thể không giận được không? Là vì cơn giận của mình nó là kết quả của hóc môn não, nó là bản năng tự nhiên, cũng giống như mình không thể dùng lý trí của mình mà kêu tim mình ngừng đập để cho nó nghỉ ngơi được, cũng giống cho nên mình cũng không thể bảo cơ thể mình là không giận được. Nhưng mình có khả năng dạy cho cái đầu mình không nhìn thấy cơn giận của mình, không cảm nhận được cơn giận của mình. Thì đó là trường hợp của Liên đó quý vị. Liên bảo đảm với quý vị, Liên không phải là trường hợp duy nhất. Cho nên khi quý vị la oan con quý vị, khi quý vị đánh con quý vị, khi quý vị la chửi chửi nắng nặng nề con quý vị, rồi sau đó nó tức lên nó hỗn với quý vị, rồi quý vị la chửi nó vì nó hỗn, thì quý vị sẽ tạo ra một Trần Thị Ái Liên đầy tổn thương thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sẽ thứ vài triệu trên đất nước Việt Nam này. Cho nên cái điều Liên muốn chia sẻ với quý vị là đúng là kỷ luật không nước mắt đã tạo ra một hoang tưởng đẫm nước mắt. Tại sao nó là hoang tưởng đẫm nước mắt? Tại vì khi mà quý vị đánh con quý vị xong mà quý vị nghĩ là mình đúng thì quý vị sẽ không có thấy tức tối gì hết. Thầy Khang Trần nói là để mua tặng Ái Liên cuốn Giận của thầy Nhất Hạnh. Anh hai à, em đọc rồi. Và em đang tính là em sẽ mua cái đống đó về để tôi tặng cho những ai mà thấy tôi nói chuyện hay đó, phải không? Nhưng mà hai chị em mình meet in the mind, tức là hai chị em mình là gắn kết từ trong tư tưởng, phải không? Ta đang tính nói tới cái quyển sách đó, ông nói trước là mất hay. Sẵn đây xin giới thiệu với quý vị luôn là thầy Trần Nguyên Khang nói rằng hãy đọc quyển sách tên là Giận của thầy Nhất Hạnh, đó là một quyển sách rất hay. Hồ Quang nói rằng ở Mỹ và Canada con nít ngoan lắm. Không hẳn vậy đâu bồ ơi. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Ở Mỹ con nít nó bị tổn thương rất nhiều, nhưng mà thường con nít ở Mỹ nó không tổn thương là vì cha mẹ đánh nó, mà con nít nó ở Mỹ nó bị tổn thương là vì cha mẹ nó không có hòa nhịp tình cảm với nó thì đúng hơn. Thì cái chuyện đó là mình sẽ nói trong một cái chuyện là hòa nhịp tình cảm với con á, chúng ta sẽ nói trong cái đề tài trí tuệ cảm xúc sau ha. Ở đây chúng ta sẽ nói cơn giận thôi. Thì cái lúc mà trở lại với cái chuyện là Liên thấy á, là kỷ luật không nước mắt nó tạo ra một cái niềm hoang tưởng đẫm nước mắt, thật sự là như vậy. Không phải là vì kỷ luật không nước mắt sẽ tạo ra những đứa trẻ yếu ớt, không, nó không tạo ra những đứa trẻ yếu ớt. Kỷ luật không nước mắt, nếu quý vị làm đúng, quý vị sẽ tạo ra những đứa trẻ lớn lên thành người trưởng thành, tự tin, mạnh mẽ, độc lập, ôn hòa, nhưng không nhút nhát, không yếu ớt tí nào. Cái đẫm nước mắt ở đây á, là chính quý vị
Nếu như khi quý vị đánh con mà quý vị thấy mình đúng thì quý vị sẽ không đau khổ gì cả. Nhưng khi quý vị đánh con và quý vị hiểu mình sai thì quý vị sẽ vô cùng đau khổ. Rồi tiếp tục quý vị cố gắng không đánh nhưng lần sau lại tiếp tục đánh thì quý vị lại đau khổ nhiều hơn nữa. Tức là chương trình kỷ luật không nước mắt đó tạo ra cho những con người không có những cái người mà không thể kiềm chế được á, một cái nỗi niềm đau khổ vô cùng day dứt, sâu thẳm và triền miên. Quý vị có đồng ý không ạ? Và Liên Viên hiểu điều đó cho nên Liên làm cái phần hạ hỏa trong cái lớp cha mẹ am hiểu, có phần hạ hỏa trong chương trình kỷ luật không nước mắt trên kina.vn, có phần hạ hỏa. Và trong quyển sách và trong cái quyển sách ebook của Liên nó cũng có phần hạ hỏa, nhưng mà cái phần đó nó chỉ nói lý thuyết thôi, và cái cơn giận nó không đơn giản mà lý thuyết có thể giải quyết được. Thành ra bây giờ Liên nghĩ là có lẽ Liên phải không những chỉ chia sẻ thông tin dạy con mà mình phải chia sẻ cái thông tin làm sao cho cha mẹ phải hàn gắn cái vết thương tuổi thơ của mình trước khi mình có thể thật sự áp dụng những thông tin dạy con một cách chính xác được. Trần Thị Sửu ghi cái chữ là con chó là sao ta? Không hiểu. Trần Thị Sửu, bạn muốn nói gì? Con chó. Ủa, sao tự nhiên bỏ cái chữ con chó vô đây để làm gì ta? Thành ra bây giờ mình mới nói tới chuyện là có một bạn vừa mới nói là khi em giận lên em cứ bù lu bù loa xong rồi là em bỏ qua. Và cái bạn tình nguyện viên của Liên, cái bạn nhân viên của Liên hôm qua cũng nói với Liên là khi mà lúc này em ít giận lắm, nhưng nếu em giận á thì em sẽ giải quyết bằng cách là em đi vô gym á, em đấm vô cái bao cát. Hoặc là em để em thỏa cơn giận. Thì cái cách làm đó tốt hay xấu? Ai trong quý vị đồng ý là nếu mình giận lên mình đấm bao cát thay vì đánh người thì tốt? Xin hãy lên tiếng ạ. Xin chào Joseph Nguyễn. Xin chào Tina Phạm. Chào Đàm Thanh Thùy. Thầy Khang Trần nói là chó là một động vật rất đáng yêu. Ai đã tham gia kỷ luật không nước mắt của mình thì còn nhớ cái câu, nhớ cái đoạn mà trong cái phần cuối mình nói là ai trong chúng ta cũng có điều để chúng ta học hỏi, thậm chí chó mèo cũng có điều để mình học hỏi không? Quý vị còn nhớ không? Mở ngoặc kép cái câu chuyện này tí cho vui ha. Quý vị có thể có nghĩ là con chó có nhiều điều hơn con người không? Ví dụ như vậy, nếu buổi sáng á, mà mình đi mình trước khi mình đi làm á, mình có lỡ lời với người thân á, thì chiều mình về á, mình xin lỗi rồi á, người thân vẫn có tí gì đó nét nét mặt một tí gì đó nặng nhẹ đúng không? Nhưng nếu mà buổi sáng trước khi mình đi làm mà mình cố ý mình quýnh con chó một cái thiệt mạnh á, chiều mình về nó vẫn vẫy đuôi mừng như thường, nó vẫn chào hỏi mình, nó vẫn nồng nàn với mình như thường, mặc dù mình không hề xin lỗi nó. Điều đó chứng tỏ là gì? Trên đời này có bao nhiêu con người yêu thương vô điều kiện và sẵn sàng tha thứ rộng lượng như chó. Đúng không quý vị? Cho nên từ đây về sau ai mà chửi mình mày là đồ chó thì hãy quay lại và nói ô cảm ơn, ý chị nói là tôi rộng lượng như chó. Thanh Mai nói là các cô trường em nhớ nhất là chuyện đó trong kỷ luật không nước mắt. Xin cảm ơn. Ồ, mình cũng xin thành thật với các bạn là phần đó là mình tôi khoái nhất. Ai mà chửi mình chó mình nói cảm ơn chị, ý chị nói tôi rộng lượng như chó phải không? Tôi nồng nàn và yêu thương tha thứ như chó. Thì trở lại với cái chuyện là khi mà mình giận lên mà mình đánh người thì đó là điều không tốt rồi, tại vì người đó bị tổn thương đúng không ạ? Mình đánh bao cát thì bao cát nó đâu có tổn thương. Nhưng tại sao điều đó không tốt? Là vì lúc đó mình đang nuôi lớn cơn giận của mình chứ không phải là mình giải quyết năng lượng giận. Quý vị có hiểu ý không ạ? Thì trong chương trình Cha Mẹ Am Hiểu cái phần hạ hỏa Liên có kể rồi á, bây giờ Liên sẽ kể lại cho quý vị, tức là trong cái quyển sách In Search of Excellence thì phải, của tác giả Tom Peter, ông có kể về cái chuyện là có cái câu chuyện là có một cái công ty ở bên Nhật, công ty đó làm nó gọi là telemarketing, tức là nhân viên họ gọi điện thoại, họ 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 bán hàng và họ chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Thì quý vị biết là chăm sóc khách hàng á, ai mà đã từng làm việc chăm sóc khách hàng thì hiểu là nó đó là công việc vô cùng căng thẳng hả? Mà chăm sóc trên điện thoại nó lại càng khó khăn hơn nữa.
cho nên nó là việc căng thẳng. Và những cái mà và quý vị những ai đã từng đi Nhật thì phải biết là khách hàng Nhật là khách hàng vô cùng khó tính, có lẽ là một trong những loại khách hàng khó tính nhất thế giới là khách hàng Nhật, họ đòi hỏi khủng khiếp lắm. Thì thành ra Liên thích đi Nhật tại vì Liên chưa bao giờ phải chăm sóc khách hàng bên Nhật, hễ qua Nhật Liên chỉ là khách hàng thôi. Thành ra Liên khoái đi Nhật lắm, họ chăm sóc khách hàng tốt lắm quý vị ơi, cho nên làm việc chăm sóc khách hàng ở Nhật á là nó căng thẳng không tả được ha. Thì mà chăm sóc trên điện thoại nó càng khó hơn. Thành ra đó cái công ty đó là họ thấy là có nhiều trường hợp á, là nhân viên á, là họ chịu không nổi, thế là họ kiềm chế hết nổi và có những lúc họ bùng nổ với khách hàng luôn. Và điều đó là cái điều vô cùng tai hại đúng không ạ? Bùng nổ với khách hàng là mất khách hàng, không phải chỉ mất khách hàng đó, họ sẽ nói với những người khác mà mình sẽ mất rất nhiều khách hàng liên quan tới khách hàng đó. Cho nên á, công ty đó mới mới thuê thuê gì đó thuê những nhà tâm lý học về để làm tư vấn là nên phải làm gì. Nên phải làm gì thì các nhà tâm lý học mới khuyên là hãy cho họ giải tỏa năng lượng giận hả, bằng cách là cho có một cái phòng, họ vô đó họ đập đồ, họ đấm cái bao cát, hay là họ đập một cái đồ gốm rẻ tiền nào đó, thì cái họ hết giận thì họ ra họ nói chuyện lại bình thường được. Thì họ mời rất nhiều nhà tâm lý và ai cũng nói như vậy, thế là thế họ làm. Thế và đầu tiên thì quý vị biết người Nhật, cái giáo dục Nhật nó rất là tốt, nó tạo ra những con người á rất là tử tế, họ họ không có dễ dàng bùng nổ với ai đâu. Thành ra cái phòng nó hồi đầu vắng vẻ lắm, tại vì ai cũng thấy cái chuyện đó, ôi ai mà đi giận lên rồi vô đập đồ kỳ cục vậy, hay không không ai làm hết. À thầy Khang Trần mới share, thầy Khang Trần và 20 người share video của Liên, xin cảm ơn quý vị, hãy share cho càng nhiều người càng tốt hả quý vị, xin cảm ơn quý vị nhiều. Ai share thì em sẽ yêu người đó vô cùng, và đây là cái nụ hôn dành cho người share video này. Ok. Thì trở lại với câu chuyện là thì cái phòng đó, đó hồi đầu là không ai dùng, nhưng mà dần dần nó càng ngày càng nhiều người dùng. Và tới cái mức là có cái chuyện là người ta vô phòng đó rồi người ta ra người ta làm việc, tới cái độ mà có những người á, vừa nói chuyện với một khách hàng xong là chạy vô phòng nó đập đồ rồi chạy ra nói khách hàng khác. Tức là dần dần á, thì cái năng suất lao động nó giảm đáng kể luôn, tại vì người ta dành quá nhiều thời gian để vô trong đó đập đồ. Thì họ nói thôi chết rồi, cái kiểu này rõ ràng là không được. Thì họ mới không đi tới bác sĩ tâm lý nữa, tại vì họ thấy không giải quyết được. Họ mới đi tới các thầy Zen, thiền sư Zen. Ở Nhật quý vị biết ở Nhật có Zen đúng không ạ? Thì các vị thiền sư Zen mới nói là đúng rồi, khi anh đập đồ, khi anh đấm bao cát, anh đang nuôi lớn cơn giận của anh đang cho nó ăn. Và khi nó càng lớn nó đòi ăn càng nhiều. Cho nên á, bây giờ giận đập một cái, mai mốt đập phải hai cái, mai mốt đập phải ba cái. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên khi giận lên mà chửi ai, khi giận lên mà đánh ai, khi giận lên không đánh không chửi ai, chỉ đi đánh cái bao gối thôi, thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nên mình đang nuôi lớn cơn giận mình thôi. Cho nên á, hãy đọc cái quyển sách Giận của thầy Nhất Hạnh. Mình sẽ làm gì? Mình sẽ bỏ đói cơn giận của mình. Mỗi lần mình giận lên á, mình phải nhận biết được là mình giận. Rồi mình nhìn nữa thôi. Cũng giống như mà khi con quý vị nó ăn vạ đó, mình không làm gì hết, mình nhìn nó thôi. Hồi quý vị sẽ thấy là nó hết ăn vạ, đúng không? Cho nên á, khi mà mình nhận biết được cơn giận của mình á, mình không làm gì hết, mình chỉ nhìn nó thôi. Và đương nhiên cái chuyện nhìn nó không đơn giản. Rất nhiều người chúng ta không thể nhìn được, không thể làm gì khác hơn được là trở thành nô lệ của cơn giận. Và khi cơn giận nó lên rồi á, thì là nó mình sẽ làm theo thói quen của mình. Thói quen của mình giận là đánh, giận là đánh, thì khi mình đánh giận lên là mình đánh thôi, chứ mình không thể làm gì để điều khác hơn được. Những ai đã đọc cái post của Liên, cái chuyện mà Liên nói chuyện với cái thằng teenager đó, thằng thằng bé tuổi teen đó, thì tại sao mình có thói quen giận là đánh? Tại vì lớn lên á, mình đã từng nhìn thấy hàng xóm mình, ông bà mình trên tivi, trong phim ảnh, cha mẹ mình, hễ họ giận lên họ đánh. Cho nên á, mình cứ tưởng lý do chính đáng để đánh là có giận, nghĩa là giận là lý do chính đáng để đánh, và cách duy nhất để biểu hiện cơn giận là đánh. Thành ra lúc đó mình chỉ đánh thôi, chứ thật ra nếu như mình được giáo dục tử tế đúng cách từ nhỏ thì á, mình sẽ thấy là có rất nhiều người họ giận họ không đánh,
Liên còn nhớ là có một lần Liên đi chiropractor, tức là bác sĩ nắn xương chỉnh gân vậy đó. Thì ông bác sĩ đó, ổng tên, ổng dễ thương không tả được quý vị ơi. Trời ơi, ổng mà không có vợ là chắc tôi phải cua ổng cho bằng được. Trời ơi, nhưng mà không biết cua có được không. Nó như vậy quý vị. Liên còn nhớ là lúc đó ổng, cái cổ của Liên nó bị thẳng, cho nên người ta phải lấy, trời ơi, thư giờ này em mới chơi hả cưng, vô cùng thất vọng. Đùa thôi cưng, em có chơi là chị mừng lắm rồi, cảm ơn cưng, giờ này khuya rồi chưa ngủ ha, thank you cưng. Thì cái lúc đó ổng 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 dùng rất nhiều dụng cụ để ổng cột cổ Liên, cột người, cột đầu, cột tay, cột chân gì đó, để họ ráng họ làm cho cái xương sống của Liên á, nó cong theo cái chiều tự nhiên, thì Liên mới hết đau được. Đó. Thì lúc ổng ổng cột cho đã rồi á, thì hết giờ á, thì là Liên kêu thì ổng phải tháo, và ổng hiểu là lúc mà ổng cột Liên là Liên khổ lắm. Trời ơi, nó như là nhục hình đó quý vị ơi, thể thảm lắm kìa, đau lắm, khó chịu lắm. Cho nên ổng chỉ cột 10 phút thôi, mỗi ngày tới đó cột 10 phút, khả năng chịu đựng của con người ta nó yếu kém phải không? Cho nên họ phải làm ít thôi. Thì lúc 10 phút tới là ổng hiểu là Liên chịu hết nổi rồi, cho nên ổng ráng làm cho thiệt lẹ, nhưng mà nó bị vướng, nó không có ra được. Thế là ổng kéo hoài không được, thì là Liên Liên nói ôi trời ơi ông ơi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Thì ổng nói tôi hiểu, tôi hiểu ái Liên ơi, tôi hiểu mà. Cái xong cái mình cứ ngồi đó mình năn nỉ, và bắt đầu mình thấy cơn giận của mình nó lên tới đỉnh đầu rồi. Rồi mình nói oh my god, oh my god doctor, I can't take this anymore. Mình nói là cơn giận của Liên nó lên tới đầu tôi rồi nha, và nó sắp sắp sửa nổ rồi. Ông phải là thế là ông cũng nói, và Liên thấy ông như vậy, Eileen, I'm so angry, oh my god, I can't express enough my anger. Why this one doesn't work? I'm very very angry. Để Liên dịch ra tiếng Việt cho quý vị nha. Eileen, tôi giận quá. Tôi giận lắm rồi Hải Liên ơi, tôi không thể diễn tả được cơn giận của mình, nó khủng khiếp lắm rồi Hải Liên ơi. Mà ông nói thái độ vậy á quý vị. Quý vị thấy khủng khiếp không? Mà ông nói rồi, ông nói chứ trời, tim tôi đập mạnh lắm rồi Hải Liên, tôi giận dữ lắm rồi đó mà nó vẫn không ra. Hải Liên ơi, bây giờ làm sao, chịu khó Hải Liên ơi, tôi giận lắm rồi. Tức là quý vị biết Liên Liên đọc sách Trí Tuệ Cảm Xúc của tác giả Daniel Goleman lâu rồi, và Liên cũng để cái phần đó vô trong cái lớp cha mẹ am hiểu cũng lâu rồi, cũng mấy năm rồi. Nhưng mà cho tới khi Liên nhìn thấy cái hình ảnh của ông bác sĩ này, Liên mới hiểu thế nào chính xác trí tuệ cảm xúc là gì. Trí tuệ cảm xúc là mình cảm nhận được cơn giận của mình sâu sắc, nồng nàn, chính xác. Nó mạnh tới mức nào mình biết, nó sâu tới mức nào mình biết, nó khủng khiếp tới nào mình biết. Nhưng mình không để nó biểu mình làm bậy. Nhưng cơn giận đó nó không làm cho mình làm bậy. Đó mới là trí tuệ cảm xúc. Rất nhiều người trong chúng ta là hay dạy con mình là phải kiềm chế cơn giận. Từ chối cơn giận của mình nó sẽ làm cho cơn giận nó càng ngày nó càng khủng khiếp hơn quý vị. Cho nên cái quan trọng nhất là quý vị phải cho phép con quý vị nó được cảm nhận cơn giận của nó nồng nàn, tha thiết và sâu sắc tới mức nào. Và lúc đó mình hít thở sâu, mình nhìn thấy cơn giận của mình và mình nói với mình: tôi biết tôi đang giận. Trời ơi, tội nghiệp tôi quá, tôi đang giận. Trời ơi, tôi đang khổ. Cơn giận nó đang cào xé tôi. Cơn giận nó đang làm tôi khổ. Chỉ vậy thôi. Và có một câu hỏi của bạn Thanh Thảo Phạm. Bé 5 tuổi rưỡi, nhà em nó dễ nổi giận lắm chị ơi, làm sao để giúp bé kiểm soát cơn giận? Ai trong quý vị còn nhớ cái câu vô cùng mất dạy của Liên? Dạy con bằng lời là ngu xuẩn. Cho nên nếu mà chị cứ ngồi đó mà chị nói là con ơi đừng giận, con ơi phải kiểm soát cơn giận, nó chỉ làm cho con chị càng ngày càng giận thêm thôi. Cho, và ý Liên nói không phải là chị làm nha, chị không phải là người làm như vậy, Liên chỉ nói chung chung thôi. Nhưng mà Thanh Thảo Phạm à, Liên nghĩ là cái cách duy nhất để dạy con, và trong chương trình Kỷ Luật Không Nước Mắt Liên nói hoài và Liên sẽ không bao giờ gượng nói, là cách duy nhất để dạy con là làm gương cho con, không có con đường nào khác. Cho nên chị muốn con chị kiểm soát cơn giận thì chị phải là người đầu tiên kiểm soát cơn giận. Khi mà nó giận, chị không được đánh nó. Khi nó hổn với chị không được chửi nó, mà chị chỉ bình tĩnh, chị nói một cách, chị
Chị nói nó một cách rất là hồn nhiên. Thuận Nguyễn, oh my god, my friend. Xin giới thiệu với quý vị, bạn Thuận Nguyễn là người ân nhân của Liên đây quý vị. Liên còn nhớ là hồi đó Liên lúc mà mới qua Mỹ á, Liên chỉ ước ao là được đi học Harvard thôi. Và Liên chỉ biết Harvard chứ Liên không biết ai trường nào khác. Và Liên nghĩ là cái chuyện Harvard là cái chuyện ngoài tầm với, cho nên Liên không có nghĩ tới chuyện đó nữa. Liên nghĩ là Liên chỉ đi học Community College để biết tiếng Anh rồi đi làm thôi. Và hồi đó Liên cực đoan tới mức là không được vào Harvard thì Liên không đi học trường nào khác hết ha. Thì lúc đó may mắn cho Liên là Liên gặp Thuận. Thì Thuận mới nói là ô Liên ơi, có rất nhiều trường nó ngon lành như Harvard ở Mỹ, nó có tới 12 trường ngang hàng với Harvard. Liên nói thiệt hả? Cái anh đàn này mới đi kiếm báo, đi kiếm sách gì đó chứng minh cho Liên thấy là anh nói là đúng. Thì lúc đó Liên mới đồng ý. Anh nói chứ thì cái trường UC Berkeley là nó ngang hàng với Harvard nhưng mà rẻ hơn Harvard nhiều lắm, Thuận cũng tính đi trường đó nè. Và từ đó về từ đó Thuận mới cho Liên cái nhìn khác đi. Và nhờ có Thuận thì Liên mới có được cái bằng ở Berkeley đó quý vị. Cho nên Liên mãi mãi mang ơn cái người bạn tuyệt vời này của Liên. Và hôm nay Liên làm livestream mà Thuận còn ủng hộ, và Liên làm rất nhiều chuyện Thuận ủng hộ chứ không phải livestream này đâu quý vị. Hồi đó Liên làm việc Will á, làm việc Will ở Liên là cái tổ chức Liên thành lập ở Mỹ á, là để đem cái việc vấn đề Hoàng Sa Trường Sa ra thế giới cho người ta biết á. Thì bây giờ cả thế giới biết rồi quý vị thấy không? Hà, việc Will đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình. Thì lúc đó Thuận cũng ủng hộ Liên rất nhiều, và cũng xin giới thiệu với quý vị luôn, bạn Thuận đây là người sáng lập ra công ty Lone Factory, và một trong những công ty cung cấp nợ mortgage loan đó, là tiền vay nợ để mua nhà, là một trong những công ty tốt nhất ở Mỹ. Khủng khiếp không quý vị? Và bạn Thuận đây là người bây giờ là millionaire, bây giờ thành triệu phú rồi mà vẫn rất bình thường với bạn bè, không lên mặt với ai hết. Đó mới là điều đáng quý phải không? Còn cái chuyện triệu phú thì nhiều mà triệu phú mất dạy cũng nhiều lắm, triệu phú đàng hoàng nó mới hiếm đúng không quý vị? Xin cảm ơn Thuận nha Thuận. Ok, trở lại với chương trình thì Liên muốn chia sẻ với quý vị là gì. Khi con quý vị nó nổi giận mà nó chửi nó hét, không phải là nó đang nuôi lớn cơn giận nó đâu, mà nó vì nó chưa tới 18 tuổi, mà trên 18 tuổi mà làm như vậy thì mới là nuôi lớn cơn giận. Dưới 18 tuổi là nó đang trong quá trình luyện tập và học hỏi, cho nên mình phải 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 cho nó cơ hội để gò từ từ chứ không thể ngay lập tức. Quý vị biết không, tre mà quý vị uống mạnh quá nó gãy đúng không ạ? Cho nên mình phải uống từ từ. Cứ mỗi lần con mình nó lên cơn giận, nó chửi, nó hét, nó khóc om sòm á, thì mình không nên nổi giận lại với nó, mà mình chỉ hãy việc đầu tiên là mình phải thấy thương nó. Tội nghiệp nó quá, nó đang rất là khổ. Người ta đang sướng, không có ai nổi giận khi người ta đang sướng á. Quý vị đồng ý không? Khi người ta bị tổn thương, người ta bị uất ức, người ta đang bị cái điều không hài lòng, người ta mới nổi giận. Cho nên việc đầu tiên là mình phải thấy thương nó. Thấy tội nghiệp quá, nó đang khổ. Cơn giận nó đang cào xé lòng nó. Và cái tình thương đó của mình sẽ làm cho mình nguội xuống, sẽ làm cho mình yêu thương hơn. Rồi lúc đó mình chỉ nhìn nó với, mình chỉ thông cảm với cái nỗi khổ của nó thôi. Mình nhìn nó, mình không làm gì hết. Mình nói, con giận dữ lắm hả con? Khổ quá ha. Mỗi lần mình giận, mình khổ lắm con. Ừ, mẹ thông cảm. Tức quá mà. Tức là mình đang, nó tiếng Anh nó gọi là gì? In tune with your children's emotion, tức là mình đang hòa nhịp tình cảm với con mình. Nó giận mình giận theo, nó buồn mình buồn theo, nó khổ mình khổ theo. Đúng không mà? Ồ, tội nghiệp con quá. Ôi trời ơi, giận quá mà. Ráp Lego hoài mà không được. Tức ơi là tức. Tức là mình phải dạy cho nó cách nói ra tình cảm của mình. Hả? Tức quá hả con? Ui ui, tức quá. Tức ghê luôn ha. Tức ghê luôn á. Giận quá. Rồi mình chỉ nói vậy thôi. Cho tới khi... Rồi, vậy thôi. Thì ngay lần đó nó sẽ không được gì. Nhưng mà nó tiếng Việt mình có cái ông bà mình có cái câu rất là hay quý vị, mưa dầm thấm đất. Tức là cứ mỗi lần nó giận thì mình chỉ làm vậy thôi. Thì dần dần á, cái inhibit learning, tức là nó học mà nó không biết á. Tức là nó cứ thấy mình làm hoài cái nó thấm hồi nào nó không hay. Quý vị sẽ thấy có một ngày nó không y như mình. Quý vị hiểu không mà? Cho nên khi con mình mà nó giận, nó hét, nó đánh gì đó thì mình không có chửi, không có đánh gì nó hết. Mình nói ồ con giận quá,
So angry, mình vuốt lưng nó, mình vuốt với cả tấm lòng, mình đặt hết tâm tư tình cảm mình vô cái bàn tay đó, mình vuốt và mình cảm nhận được là tình thương của mình đó, nó đang chảy qua cái bàn tay của mình, nó thấm vào trong da thịt của con mình. Ôi con giận quá hả, mình vuốt hả, ôi tội nghiệp con quá, con giận dữ quá hả, ôi thương quá, ôi nội, ôi nội, you're so angry, trời tức quá đi ha, ôi trời ơi, thôi mẹ vuốt cho con hết giận nha, ồ từ từ sẽ hết giận ha. Và quý vị biết Liên đang làm gì không? Liên đang vuốt chính mình á, cứ mỗi lần mình giận mình cũng có thể làm điều đó với chính mình. Khi nào mà mình giận thì mình hãy làm điều đó với chính mình. Và Liên đã Liên thì có một cái chuyện thứ hai là Liên Liên thấy là cái chuyện này nó đúng, tức là khi mà mình giận á, mình hãy vuốt ve chính mình. Oh my god, I'm so angry. Poor me. Tội nghiệp. Trời ơi, tôi giận quá, tội nghiệp tôi quá. Trời ơi, tôi khổ quá. Oh my god, it hurts, đau quá, cơn giận nó làm tôi đau quá. Tôi giận quá. Vậy thôi. Và quý vị sẽ thấy là dần dần á, quý vị sẽ chăm sóc được mình khi mình giận, phải không? Phải chăm sóc mình khi mình giận, hãy chăm sóc cơn giận của mình. Cũng đây là cái điều mà Thích Nhất Hạnh nói trong quyển sách Giận á. Thì quý vị sẽ thấy là dần dần thì quý vị sẽ, một á, là bỏ lối cơn giận của mình thì nó nhỏ dần, nó yếu dần. Hai á, là mình tập cho mình một cái thói quen mới, mỗi lần giận á, mình không có đánh ai, mình không có chửi ai, mà mỗi lần mình giận mình hiểu được rằng mình đang bị tổn thương. Và một cái con người bị tổn thương thì họ cần một sự vuốt ve, họ cần một sự thông cảm. Và người luôn luôn có thể làm được điều đó cho mình là ai? Là chính mình, đúng không ạ? Cho nên mình cứ lại, oh my god, ôi trời, Chúa ơi, Thượng Đế ơi, Phật ơi, Thánh Thần ơi, sao mà tôi giận dữ vậy nè, trời tội nghiệp tôi quá, trời ơi, ôi trời ơi, ngực tôi nó đau quá, nó nặng quá, ôi tim tôi đập mạnh quá, cho tội nghiệp tôi quá, tôi thương tôi quá. Ok con ơi, tôi sẽ, ví dụ Liên nói với bản thân Liên là ô Bi ơi, tội nghiệp Bi quá, tôi chăm sóc Bi nha, đó, thương Bi lắm mà, lát xíu là hết giận thôi hen, ồ lát xíu hết giận thôi cưng, ồ tội nghiệp quá, tức quá mà. Giống khùng quý vị. Thì Liên lúc đó Liên mới đi hỏi bác sĩ tâm lý của Liên hả, Liên hỏi mấy tuần trước là Liên hỏi mỗi lần tôi giận tôi làm vậy đó đúng hay sai, cô nói đúng mà, đúng, đó là cách làm rất đúng. Cho nên bây giờ Liên chia sẻ với quý vị thì trở lại với cái câu chuyện Liên nói chuyện với cái cô nhân viên của Liên hôm qua đó, cô nói với Liên là em khi nha, sau khi em nghe pháp thì em mới mới quyết định là em không giận cái chuyện này chuyện kia nữa. Xin thưa với quý vị, cái chuyện này có thể vô cùng nguy hiểm, tại vì giống như hồi đầu Liên nói đó, là mình không thấy mình giận chứ không phải là mình không giận đâu. Rất nhiều trường hợp là mình không thấy mình giận, mình thành ra đó, làm sao để mình thấy được cơn giận của mình, làm sao để mình thấy được là mình đang bị cái vấn đề là mình giận mà mình không thấy. Lời nói không làm cho quý vị thấy được. Chỉ có hai cách để quý vị thấy được thôi. Ai muốn nghe, hãy lên tiếng. Cách thứ nhất là ngồi thiền. Và cách thứ hai là trải nghiệm cực hạn. Và ngồi thiền đó, nó không có đơn giản hả? Có rất nhiều cách ngồi thiền. Nhưng mà có rất nhiều cách ngồi thiền nó làm cho mình bị tẩu hỏa nhập ma. Tức là mình tưởng tượng tầm bậy tầm bạ thêm thôi. Cho nên quý vị muốn ngồi thiền thì phải có một cái sự hướng dẫn của minh sư hả? Của một vị thiền sư mà họ thật sự đã đạt được những cái kết quả thật sự của thiền á. Không thì là quý vị tưởng tượng tùm lum rồi quý vị tưởng mình ngon á, sự thật là vậy. Thiền cái đầu mình nó rất là nguy hiểm, nó tưởng tượng nhiều thứ lắm và nó đánh lừa mình khủng khiếp lắm. Cho nên muốn đạt được điều gì trong thiền á, thì khi mình tập thiền nó phải có sự hướng dẫn của những vị thiền sư thật sự cao tăng, chứ không phải ai cũng được đâu. Và cách thứ hai là trải nghiệm cực hạn. Hả? Giống như Liên, cái trải nghiệm cực hạn của vừa rồi của Liên á, là tốn cả ngàn đô bay về Chicago để gặp thằng khốn nạn.
để bị nó bỏ một cách vô cùng tàn nhẫn. Cái trải nghiệm cực hạn đó nó mới làm cho mình thấy được là mình không nhìn thấy cơn giận của mình, chứ không phải là mình hay ho gì, phải không? Đây là cái lý do tại sao mà Liên rất tâm huyết với chương trình Gia đình Hồn Nhiên, quý vị có hiểu không? Đây là lý do tại sao mà Liên làm livestream trên cái fanpage Gia đình Hồn Nhiên chứ không làm trên cái fanpage Trần Thị Ái Liên. Là tại vì cái chương trình Gia đình Hồn Nhiên á, nó là chương trình quý vị đi vô Nam Cát Tiên, quý vị ngủ trong lều, cái nghe nó rất là đơn giản. Nghe nó rất là tầm thường, nhưng thật sự á, nó cho con quý vị và quý vị một cái trải nghiệm cực hạn. Ví dụ như ở nhà lúc nào cũng nằm có máy lạnh, lúc nào cũng có nệm. Còn đi vô rừng là không có máy lạnh, không có nệm, nằm đất, nằm trong lều, mưa gió bão bùng. Cái đó có cực hạn không? Rất cực hạn. Rồi chứ còn cái trải nghiệm cực hạn nào nữa? Gặp con vắt. Ai đã từng gặp vắt? Ôi trời ơi, nó đen thui mà nó búng mà nó cắn mình xong cái máu chảy hoài nó không ngừng nữa, cho trời ơi sợ quá. Đúng không? Nhưng tại sao mà mình lại để cho phụ huynh vô trong cái chỗ đầy vắt? À, tại vì sự thật ở Việt Nam á, quý vị hiếm kiếm được cái chỗ không có vắt lắm, đó là sự thật. Nhưng sự thật thứ hai á, là con vắt thấy nó đáng sợ nhưng nó không nguy hiểm. Con muỗi nó không đáng sợ nhưng rất nguy hiểm, tại vì muỗi nó truyền bệnh, đúng không ạ? Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, rồi truyền bệnh sốt rét, vân vân, thậm chí còn có bệnh gì đó, viêm não Nhật Bản nữa, đúng không ạ? Còn cái con vắt nó không có truyền bệnh gì hết á, và nó làm cho mình chảy máu không ngừng á, nhưng nó không, cái chảy máu đó nó không làm cho mình mất máu tới mức mà bại não đâu. Thành ra quý vị không cần phải sợ. Nhưng mà mình không thể không sợ được, tại vì sợ nó là bản năng, nó là kết quả của hormone não. Cho nên á, khi mà mình gặp con vắt á, đó là một cái trải nghiệm cực hạn để mình thấy được á, cái nỗi sợ của mình. Để mình thấy được á, là mình á, là có xu hướng hay sợ chuyện nhảm nhí, và khi mình sợ lên á, thì cái phản ứng của mình nó ngu xuẩn tới mức nào, hay là nó tiêu cực tới mức nào, hay là tức là có những người sợ thì bắt đầu quýnh người khác, hay là có những người sợ là bắt đầu thu mình lại, có những người sợ là bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, có những người sợ là bắt đầu catastrophize, tức là đem chuyện nhỏ xé ra to tới mức như thể cả thế giới bắt đầu bùng nổ vậy đó, quý vị có hiểu không? Cho nên khi mình chỉ có cách trải nghiệm cực hạn mình mới thấy được những cái niềm tin vô lý của cái tiềm thức của mình mới thấy được những cái thói quen vô lý của mình. Thành ra khi mà con quý vị với quý vị đi vô Gia đình Hồn Nhiên á, quý vị cứ nghĩ là đây là chương trình du lịch nghỉ dưỡng. Không phải. Nếu nó là chương trình du lịch nghỉ dưỡng, Liên không có cố gắng duy trì cho tới bây giờ đâu. Nó là chương trình thật sự đào tạo, nó gọi là đào tạo bằng trải nghiệm. Cho nên á, có những đứa trẻ nó đi về là nó thay đổi hẳn. Tại vì á, cái gì nó quyết định hành vi và ý thức, ký hành vi và cá tính của con người, đó là tiềm thức chứ không phải ý thức. Và tiềm thức chỉ có thể thay transform, tức là biến đổi từ trong ra ngoài, change tức là thay đổi ở ngoài thôi, còn transform là biến đổi từ trong ra ngoài. Thì chỉ có trải nghiệm cực hạn hoặc ngồi thiền rất lâu mà không bị tẩu hỏa đó, thì mới có được cái transformation thôi, mới có thể có sự biến đổi đó thôi. Đây là lý do tại sao mà cái chương trình Gia đình Hồn Nhiên đó nó cứ ì ài ạch mà Liên vẫn cứ duy trì, là vì á, những ai đã tham gia rồi đi về á, rất nhiều người có được những cái kết quả như mà Liên vừa mới chia sẻ. Có một câu chuyện là có một lần thì sóng đánh lên bờ và nó lôi theo một đống mấy con cá starfish, mấy con cá hình ngôi sao á, mà mấy con cá hình ngôi sao đó nó mấy con cá hình ngôi sao đó, đó nó nằm phơi nắng, và khi mà nắng lên rồi nước cối đi và bắt đầu nó chết dần. Thì có một đứa trẻ đó, nó đi tới nó lượm con cá, nó thảy xuống biển, rồi nó lại lượm con cá thảy xuống biển. Thì có một cái ông già mới nói chứ con ơi sao mà con dại vậy, đó đó cả hàng triệu con cá, con sao biển này, con sao biển này mà con cứ lượm từng con một vậy thì con đâu có cứu được bao nhiêu con đâu, con cứu được chắc được chưa tới 1% của cái đống sao biển này nữa. Thì thằng nhỏ nó mới trả lời là con không biết chuyện đó, con chỉ biết là cái con nào mà con cứu là nó sống vậy thôi. Tức là quý vị thấy thằng nhỏ nó nói chuyện có lý không? Tức là đối với nguyên cái đống sao biển đó, cái việc nó làm á, nó là dưới 1%, nhưng với cái con sao biển mà nó làm á, là cái kết quả 100%, 100% nó được sống, quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên khi mà Liên tổ chức chương trình Gia đình Hồn Nhiên này á, thì chương trình này nó không có phổ biến, không có nhiều người biết,
là vì không phải nó không hay, mà vì Liên không có giỏi marketing trong cái chuyện này, và Liên không tập trung làm marketing cho chuyện này, cho nên ít người biết. Thành ra đó, những thành ra bây giờ Liên sẽ tập trung, Liên sẽ tập trung toàn lực để phát triển chương trình gia đình hồn nhiên này, là vì Liên thấy những cái kết quả người ta đi về nó thay đổi. Liên còn nhớ là nhà báo Thu Hà đó, cái cô mà viết cái quyển sách tên là Con nghĩ đi mẹ không biết á, và cô Thu Hà có nói về chuyện này trong quyển sách của Thu Hà, là cái con bé Su Su á, con bé Su á, cái hồi mà nó nhỏ nó rất là bé, biếng ăn, nó rất là biếng ăn. À, vậy mà từ nhỏ tới lớn mỗi lần nó thấy đồ ăn á, là nó có, nó thấy giống như là nó thấy ông kẹ vậy, nó sợ hãi lắm. Vậy mà trong chương trình gia đình hồn nhiên, quý vị có thể tưởng tượng, nó kêu mẹ ơi cho con ăn, con đói quá. Trời ơi, chị Hà chị nói chị ơi chương trình này có 30 triệu em vẫn thấy rẻ, tại vì á 7 năm em nuôi con em chưa bao giờ mà nghe nó đòi ăn hết. Rồi tới hồi mà đem đồ ăn ra, trời nó mừng rỡ, chị nói trời, trời ơi nhìn cái mặt nó mừng rỡ cái chị, trời em hạnh phúc quá, chưa bao giờ em được nhìn thấy con em hạnh phúc với thức ăn. Thành ra quý vị thấy không, những cái kết quả này á, không có trải nghiệm cực hạn ở nhà, quý vị có dùng cái gì đi chăng nữa nó không giải quyết được. Muốn thay đổi hành vi và nhận thức nó phải có hai cách. Một là ngồi thiền rất lâu và không bị tẩu hỏa nhập ma. Hai là trải nghiệm cực hạn, phải không ạ? Thành ra mà trải nghiệm cực hạn thì thường á, nếu mình để cho nó tự nhiên xảy ra trong cuộc sống á, thì nó hay đi kèm với nguy hiểm. Còn khi mà nó được thiết kế thì nó trải nghiệm cực hạn nhưng an toàn. Sự khác biệt là vậy. Còn một câu chuyện nữa là có thằng bé con của anh An hay Ân ta, anh đó là chủ công ty bàn ghế xếp gấp xuất khẩu ra nước ngoài á. Thì quý vị muốn tìm anh An á, lên trên mạng tìm cái fanpage ghi cái chữ là bàn ghế xếp gấp á, thì sẽ tìm được anh An, đúng không ạ? Thì anh An á là thằng con trai là ở nhà là không bao giờ ăn trái cây đó. Vậy mà nó đi chương trình gia đình hồn nhiên vậy là chịu ăn trái cây. Vì sao quý vị? Là vì ở nhà đó là cứ ngồi trong nhà máy lạnh thì lấy đâu mà khát nước, đúng không? Rồi cứ chơi game không hoạt động thì lấy đâu mà cần năng lượng mà muốn ăn. Cho nên khi bố nói ăn trái cây cho tốt con, nó đâu thấy tốt, nó thấy dở, nó thấy nó no mà bắt nó ăn, nó không khát mà bắt nó ăn, nó chẳng thấy gì ngon hết. Nhưng mà khi mà nó đi trong rừng á, nó lội bộ trong rừng, nắng khát nước, nắng khát nước, cái nó về đó nó gặp dưa hấu nó cạp một miếng, nó thấy trời ơi, ngon tuyệt vời. Từ đó về sau thì nó có động cơ để nó ăn trái cây, quý vị có hiểu ý không? Mà cho nên quý vị muốn con quý vị ăn trái cây thì phải làm sao cho nó thấy trái cây ngon thì nó mới tiếp tục ăn, còn nó thấy nó dở thì có khuyên bao nhiêu, có đánh bao nhiêu thì nó vẫn không ăn. Cái cách duy nhất để người ta ăn là người ta phải thấy cái đó ngon, đúng không? À, thành ra Karen Ngọc Nguyễn hỏi là trải nghiệm cực hạn là gì. Cực hạn tức là trải nghiệm mà nó làm cho nó rất là, nó làm cho nó tạo cho mình một cái sự căng thẳng tột độ đó, tức là mình thấy con vắt mình sợ quá, mình sợ tới mất hồn luôn đó, cực hạn. Phải không? Hay là mình ngủ trong cái lều mà nó khó chịu tới mức mà mình muốn điên lên được á, cực hạn. Hay là mình đi bộ trong rừng mà nó nóng tới mức mà mình muốn điên luôn á, cực hạn, đúng không? Còn mà nó hơi hơi nóng thì chưa phải là cực hạn, đúng không ạ? Thì cái điều tiếp theo là khi quý vị gia đình hồn nhiên, quý vị sẽ được có cơ hội để quý vị nhìn thấy cơn giận của mình. Tại vì sao? Tại vì ở nhà đó mình cứ bận rộn với cơm áo gạo tiền, mình cứ bận rộn là tới giờ nấu cơm, tới giờ rước con, tới giờ đi làm, tới giờ báo cáo cho sếp đó, mình không có thời gian để mình nhìn sâu vô bên trong của mình, để mình nhìn thấy tâm tư tình cảm của mình, đúng mà. Cho nên khi mà quý vị đi trong rừng á, nó yên tĩnh lắm, không có tiếng động gì khác ngoài tiếng chân, tiếng chim kêu hay tiếng côn trùng, không có ai áp lực quý vị phải báo cáo cho sếp, phải phải nấu cơm hay chờ đợi hay gì hết đó. Thì lúc đó mình mới có cơ hội để mình nhìn thấy được tâm tư tình cảm của mình, quý vị có hiểu ý không? Mà thành ra đó, Liên Liên nói cái chuyện này để quý vị hiểu được là mình phải chăm sóc tâm tư tình cảm của mình một cách đúng đắn. Mình chỉ nghe lý thuyết thôi, mình chỉ đọc sách thôi, không giải quyết được. Đó là sự thật. Mình tin hay không là quyền của quý vị, tại vì Liên không có gì khác hơn để nói ngoài sự thật. Đúng không ạ? Liên kể cho quý vị cái kinh nghiệm cá nhân của Liên. Sau khi Liên đã đọc sách rồi và Liên trải qua kinh nghiệm cá nhân của Liên rồi thì Liên mới có thể có cơ sở để chia sẻ với quý vị, và Liên hy vọng Liên thuyết phục được quý vị là nếu quý vị ở Sài Gòn
Và quý vị có khả năng tài chính, hãy tham gia chương trình gia đình hồn nhiên. Quý vị sẽ không ngờ được điều gì, kết quả gì nó mang tới cho con quý vị được đâu. Tại vì chương trình này mà nếu mà không có sự ủng hộ của phụ huynh thì nó cứ lỗ hoài hoài, nó lỗ cả mấy năm nay rồi quý vị. Tại vì phụ huynh cứ tham cứ nói là ô tôi thích quá, tôi thích quá, à, tôi muốn tham gia, tôi muốn tham gia, làm cho Liên hăng say lên, Liên tổ chức, cái tới gần ngày cái tôi bận của tôi không đi được, à, xin lỗi thôi tôi dạy ngày khác, à, con tôi bệnh, vân vân. Và như vậy thì là Liên cứ bị lỗ hết chuyến này tới chuyến khác. Bây giờ chuyến này ngày 5, ngày 6 tháng 8 Liên cương quyết tổ chức cho bằng được, Liên sẽ không dời đâu. Và Liên rất mong có sự ủng hộ của quý vị. Rất tiếc là hiện giờ chương trình này chưa có ở Hà Nội, và rất nhiều phụ huynh cứ nói là tổ chức ở Hà Nội đi, nhưng mà Liên chưa đủ khả năng. Liên thành thật xin lỗi quý vị phụ huynh Hà Nội, nhưng mà hiện tại đang có ở Sài Gòn. Thì nếu như những phụ huynh mà sẵn sàng bay vô Sài Gòn để tham gia cha mẹ am hiểu, cha mẹ hồn nhiên, cha mẹ đồng hành trong quá khứ, hãy sẵn sàng bay vô Sài Gòn để tham gia gia đình hồn nhiên. Tại vì đây không phải là chương trình du lịch nghỉ dưỡng đâu quý vị, đây thật sự là chương trình giáo dục. Đây chương trình đào tạo bằng trải nghiệm, tức là học bằng tiềm thức. Học bằng tiềm thức nó khác học bằng ý thức ở chỗ nào? Học bằng ý thức á, là nói lý thuyết, là giải thích bằng lời những cái điều mà mình muốn nói. Ví dụ như mình nói con ơi giận xấu lắm, đừng giận con ơi. Con ơi, khi mình giận mình đừng đánh ai. Đó là học bằng lý thuyết, còn học bằng ý thức, còn học bằng tiềm thức là làm sao? Mình không có nói gì tới chuyện giận hết á. Mà khi mình đi trong rừng nó mình giận lên á, mình chỉ hành xử đúng theo cái cách mà mình muốn nó làm theo cho mình thôi. Mình giận lên mình nói trời ơi, con ơi đi trong rừng nóng quá, mẹ giận quá. Tức cái mình cô Ái Liên này quá, sao cô bắt mình đi trong rừng khổ vậy con? Trời ơi, giận ghê luôn á. Trời ơi, Ái Liên này, con thấy không? Mẹ giận lắm luôn á. Tức là mình đang dạy con mình bằng tiềm thức. Quý vị có hiểu không? Và đứa nhỏ nó cũng nói mẹ ơi con cũng giận nữa. Ừ đúng rồi, hai đứa mình giận á con, tại mình giận cô Ái Liên bắt mình phải đi rừng nóng gần chết luôn hả? Vân vân. Thì tức là quý vị đang dạy con quý vị bằng tiềm thức. Và Liên đang tạo điều kiện cho quý vị và con quý vị học bằng tiềm thức. Quý vị có hiểu ý không? Hạnh Lê nói là đăng ký tham gia chương trình Hồn Nhiên đăng ký thế nào chị ơi? Chị có thể lên trên trên cái website gia đình hồn nhiên.com, trên đó có đầy đủ thông tin. Hoặc là chị có, lát nữa Liên, khi mà Liên dừng cái livestream này thì Liên sẽ lên trên Facebook lại, Liên để cái link cho chị đăng ký. Sẽ có cái form để đăng ký chương trình gia đình hồn nhiên trong cái phần comment. Chị Hạnh Lê hãy theo dõi, sau khi mà Liên xong cái livestream Liên sẽ làm điều đó. Thì ngày 5, ngày 6 tháng 8 này chương trình hồn nhiên, gia đình hồn nhiên sẽ được tổ chức. Quý vị sẽ có mặt ở nhà văn hóa Phú Nhuận, gần nhà văn hóa Phú Nhuận có cái chỗ mình đậu xe, mình gửi xe, thì mình sẽ tới đó mình gửi xe lúc 5:30 sáng hay 6 giờ gì đó. Thành thật xin lỗi là gần đây hình như là 6 giờ chứ không phải 5 giờ. Thì sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lên xe buýt. Trước khi quý vị đi, quý vị sẽ được nhận email nói về cái chuyện cần phải chuẩn bị áo quần như thế nào, giày dép như thế nào, vớ như thế nào, đồ ăn như thế nào. Và quý vị sẽ nhận được một cái bảng nó ghi là quy tắc ứng xử để quý vị đọc trước. Rồi khi lên xe buýt, quý vị sẽ được phát cái tờ giấy đó và quý vị phải ký tên đồng ý là tôi cam kết đồng ý với quy tắc ứng xử này. Ai không đồng ý thì đi về, không ai ép buộc quý vị hết, phải không ạ? À? Và quý vị đi về thì thôi, không, Liên không có quyền ép buộc quý vị, đúng không ạ? À? Và như vậy thì khi trong cái quy tắc ứng xử đó rất là đơn giản, đại khái là đừng có xả rác tầm bậy, đừng có chửi thề, đừng có đánh con hay nạt con trong chương trình, đừng có uống bia uống rượu trong chương trình, vân vân, rất là không không có gì phức tạp đâu. Thứ tức là cái quy tắc ứng xử đó nó dựa trên quy tắc ứng xử mà Liên giới thiệu trong kỷ luật không nước mắt. Phải cho con quý vị quyền chọn lựa hay gì đó hả? Rồi khi mà quý vị lên xe buýt thì quý vị sẽ được, con quý vị và quý vị sẽ được chọn thức ăn sáng. Tại vì trong kỷ luật không nước mắt mình có nói cái gì, trẻ em có quyền được chọn lựa, và khi trẻ em chọn lựa nó học cái gì, nó học kỹ năng ra quyết định, đúng không ạ? Thành ra con quý vị có quyền chọn lựa thức ăn sáng giữa bánh mì, bánh bao, bánh giò, xôi mặn hả? Thì quý vị nào mà con quý vị có thói quen ăn đồ nước như là mì hay phở đó thì có lẽ là nên hãy cho nó ăn trước ở nhà.
tại vì trên xe mình không không có phục vụ nước được hả? Rồi và cái chuyện mà thật ra cái chuyện thức ăn sáng quý vị đâu có cần, nếu quý vị đã có tiền để mà đóng đi chương trình này rồi thì cái tiền ăn sáng là chuyện nhỏ đối với quý vị. Tại sao Liên vẫn làm? Tại vì nó qua đó nó là cái công cụ để giúp cho con quý vị có cơ hội được lựa chọn thôi, đúng không ạ? À, rồi nó ăn hay không đó là quyền của nó, mình không có ép buộc. Nó không ăn thì quăng thì thôi, nhưng mà không ăn thì đói cưng ạ. Tới giờ ăn cơm cưng mới được ăn, trước giờ đó không có gì để ăn đâu. Và ai chửi Ái Liên là tại sao không có chuẩn bị gì cho lỡ mà nó ăn sáng xong nó đói, hay là nó không chịu ăn sáng, nó không ăn được, nó đói thì làm gì? Thì nó phải trải nghiệm cực hạn, nó phải đối diện với đói, nó mới hiểu được giá trị của nó mới hiểu được, và khi nó đói đồ ăn mới ngon. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên đôi khi á, tiếng Anh nó gọi là tough love, tức là tình yêu nó phải cứng rắn. Mình cứng rắn vì mình hiểu được rằng qua cái bài học này nó sẽ được kết quả tốt, chứ không phải mình cứng rắn vì mình muốn hành hạ nó. Cái một động cơ nó khác nhau nhiều, đúng không ạ? Rồi sau đó trên trên xe buýt thì quý vị sẽ mình quý vị sẽ được chúng ta sẽ chơi trò chơi tập thể như hát với nhau hay đặt câu hỏi hay là trò chơi tư duy, đúng không ạ? Nó gợi ý cho con quý vị suy nghĩ sáng tạo. Rồi tới nơi thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau dựng lều. Quý vị và con quý vị sẽ được hướng dẫn cách dựng lều và cùng nhau dựng lều. Tại sao quý vị và con quý vị phải cùng nhau dựng lều, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nướng cơm lam, cùng nhau ngồi xe buýt, xe xe tải mui trần đi coi thú ăn đêm? Tại sao quý vị phải cùng con quý vị như vậy? Là tại vì ở nhà đó, buổi sáng á, mình gặp con mình có mấy tiếng đồng hồ rồi mình đi làm. Rồi buổi tối mình về mình gặp mấy tiếng đồng hồ rồi đi ngủ. Và trong mấy tiếng đồng hồ đó mình bận rộn, ăn lẹ đi con đi học thôi trễ, ăn lẹ đi con đi ngủ, còn đánh răng, còn mẹ còn phải lau nhà, mẹ còn phải rửa chén nữa. Thì quý vị và con quý vị có thời gian gì để mà gắn kết tình cảm với nhau đâu, để mà hiểu nhau đâu, đúng không? Nhưng khi quý vị đi chương trình gia đình hồn nhiên, quý vị sẽ gắn chặt con quý vị 48 giờ trong mọi hoạt động, và hoạt động đó không có áp lực về thời gian. Không có ai ép mình phải đúng giờ hết trơn á. Khi nào xong thì xong. Oh Ellen Le Morgan. Oh my god Ellen, thank you. Oh hey, oh Ellen, I'm in California now. Last time I owe you the lunch time and I totally couldn't make it. I'm sorry, but I'm gonna make it up this time, okay? Right after this, I will call you, okay, Ellen? Sorry, my friend. But the rest of the program is all Vietnamese. Very sorry about that, but thanks for joining. Okay. Thì quý vị thấy là trong cái lúc mà quý vị gắn liền với con quý vị và làm việc không có áp lực thì nó chỉ có hạnh phúc thôi. Chỉ có niềm vui thôi. Và đó là cái lúc quý vị sẽ thấy là cái cơn giận của quý vị đôi khi nó không tới từ đứa nhỏ, nó không tới từ ai hết, mà nó tới từ cái áp lực cuộc sống, hoặc nó tới từ cái vết thương lòng của đứa trẻ mà quý vị đã từng, nó trong lòng quý vị, đúng không ạ? Thành ra khi mà quý vị cùng con quý vị làm mọi việc liên tục như vậy, mình sẽ thấy được điểm mạnh, điểm yếu của con mình, của mình, và cái khó khăn thuận lợi trong cái mối quan hệ giữa mình và con mình. Và mình sẽ học ra được cái cách nói chuyện tốt hơn với con, mình sẽ học ra cái cách làm việc tốt hơn với con, thì về nhà mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây mới thật sự là học bằng tiềm thức, quý vị có hiểu không ạ? Thay vì Liên nói với quý vị bằng ý thức là chị phải nói như vậy với con chị nè, chị phải nói như vậy cái kia con chị, đó là học bằng ý thức. Nhưng khi quý vị làm việc với con quý vị thấy rõ là cái cách này không được, cách kia được, thì quý vị sẽ tìm được cái cách mới, cái đó mới thật sự học bằng tiềm thức thì nó mới thay đổi được, quý vị có hiểu không ạ? Rồi khi mà quý vị đi rừng với con quý vị, trước khi đi rừng, quý vị sẽ có vài phút, 5 tới 10 phút để nói chuyện với con về quy tắc đi rừng. Thì trong chương trình kỷ luật không nước mắt chúng ta đã nói với nhau rồi. Luật chỉ có sức mạnh khi tất cả mọi người đồng ý với nó. Còn khi người ta đồng ý người không phá luật thì quý vị có đánh có chửi cách mấy thì cái luật nó không có sức mạnh rồi, đúng không ạ? Cái luật nó có sức mạnh khi tất cả mọi đồng người đồng ý với nó. Khi người ta đồng ý thì người ta sẽ theo. Và tại sao người ta đồng ý? Vì người hiểu được cái luật đó có lợi cho người ta, đúng không ạ? Cho nên trước khi đi rừng quý vị sẽ nói với con quý vị như vậy. Ví dụ quý vị nói là con ơi, mình sẽ đi 3 cây số đường rừng, và như vậy thì rừng nhiệt đới nó rất là nguy hiểm, có rắn, có rít, có nhện, có và những cái con đó nó có độc, cho nên mình phải đi ngay cái đường này thôi, không được đi ra ngoài, tại vì trên đường nó không có những con đó, còn bên ngoài có những con đó. Và nếu con đi mệt thì con phải nói cho mẹ biết, con không nói mẹ sẽ không biết. Anh Thi Trần Thị, oh my god, hello, thank you, cảm ơn nha. Có phải đây là Thi ở Orient không hả? Nếu là phải thì lên tiếng nha, để tôi quảng cáo với mọi người, ok? thì
Thì cái lúc đó quý vị sẽ nói là nếu con mệt con phải nói, con không nói mẹ không biết đâu nha. Thì nếu mà lúc mà đi mà nó không nói rồi nó khóc nó la mầm á, thì mình nói con nhớ không, mình có nói với nhau là nếu con mệt con phải nói. Cho nên bây giờ con tức, mẹ hiểu, mẹ thông cảm, mẹ hiểu. À, anh Thi Trần Thị đây là người yêu của Liên ở Orient, quý vị, ở cái spa tên là Orient, số 3 Phùng Khắc Khoang. Mỗi lần Liên tới là Liên luôn đòi anh Thi hoặc là Ly hoặc Thi. Tại vì chỉ có hai người này là chăm sóc tôi tốt nhất thế giới thôi. Nghĩa là khi nào mà lòng mình cảm thấy vô cùng cô đơn và lạnh lẽo và mình thèm, mình thuộc cái hạng nó gọi là gái thiếu hơi trai như khoai thiếu hơi cuốc á, phải không? Cho nên lâu lâu mình cảm thấy vô cùng thiếu hơi trai là mình vô đây mình tìm Thi và Ly. Để Thi và Ly vuốt ve mình cho sung sướng và mình đi ra là mình bắt đầu cân bằng lại. Cho nên mình luôn luôn mang ơn Thi và Ly. Không thể tả hết được cái lòng mang ơn của mình với Thi và Ly đâu nha. Mình nói thiệt lòng đó Thi và Ly ạ. À, yêu nàng lắm, yêu hai nàng lắm. Và mình qua Mỹ mình không nhớ gì khác hơn ngoài cái chuyện là vô được Thi và Ly vuốt ve, phải không? Cho nên á, ai mà muốn tìm hiểu thử coi á thì hãy tới đó cho Thi nó chết luôn, tại vì Thi nó nhiều khách lắm, phải không? Có thêm khách nó chỉ khổ thôi, không ít lợi gì đâu. Ok, thì cái chương trình gia đình hồn nhiên này Liên làm với tất cả tấm lòng, và Liên thật sự muốn quý vị hãy thử và quý vị sẽ không ngờ được kết quả nó là cái gì đâu. Mỗi đứa trẻ đi về cái sự biến đổi nó sẽ khác, tại vì nó học bằng tiềm thức mà, nó đâu có học bằng ý thức. Cho nên á, cái bài học nó rút ra là cái gì mình không biết được, nhưng tất cả những cái thiết kế đó nó mục đích là nó rút ra hoặc bài học này hoặc bài học khác, thì nó rút ra được bài học nào đều tốt cả, quý vị có hiểu không? Trong tất cả những bài học mà mình thiết kế nó rút ra được cái gì mừng cái đó. Sẽ có đứa nó đi về nó tự tin hơn, sẽ có đứa đi về nó hợp tác với bố mẹ hơn, sẽ có đứa đi về nó trưởng thành hơn, có đứa đi về nó chịu nói chuyện hơn, có đứa đi về nó chịu ăn trái cây, có đứa đi về nó hết biếng ăn, hay có đứa đi về nó vẫn không thích thích ăn nhưng mà nó chịu ăn, vì nó hiểu được thức ăn, ăn ăn là tốt. Có đứa đi về thì nó chịu khó chơi đùa với bạn bè hơn, có đứa đi về thì nó lại có một cái chuyện nó vui là có một con bé suốt ngày nó than với mẹ nó là mẹ ơi nhà mình xấu quá, nhà bạn con đẹp lắm, thích ở nhà bạn con hơn. Thì cái lúc mà nó đi gia đình hồn nhiên á, thì nó nằm trong lều nó mới mẹ ơi bây giờ con mới thấy là cái nhà mình quý lắm mẹ, cái lều nó khó chịu quá mẹ ơi. Thì từ đó về sau nó về nhà nó nói mẹ ơi con không muốn qua nhà bạn nó đâu, con thích ở nhà mình. Tại sao nó nghĩ ra được như vậy, đó là cái chuyện trong đầu nó mình đâu có biết, đúng không ạ? Mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó, thành thật mà nói quý vị, Liên chưa bao giờ thiết kế chương trình vì cái chuyện là có đứa nó thích nhà bạn nó hơn và bây giờ nhờ chương trình mà thích nhà nó hơn. Đây là một cái, nó gọi là một cái side effect, đây là một cái tác dụng phụ vô cùng tuyệt vời. Thành ra chương trình, Hiệp Hùng Nguyễn hỏi là chị ơi mấy tuổi tham gia được và chi phí là bao nhiêu? 3 tuổi trở lên, tại vì dưới 3 tuổi nó và vẫn còn khủng hoảng, nói nó không có hợp tác thì trong rừng nó rất là nguy hiểm, cho nên phải 3 tuổi trở lên. Còn chi phí là bao nhiêu nó tùy ưu đãi của mỗi mỗi chuyến đi, cho nên quý vị nào cần biết chi phí là bao nhiêu á, xin hãy sao ta, để lại thông tin sẽ có người gọi điện thoại để nói rõ chi phí cho quý vị biết hả. Chi phí rất rẻ không có mắc đâu. Mà nếu thật ra mắc rẻ, thật ra đó cái chuyện gì thật ra cái chuyện gì mắc hay rẻ nó tùy á, với người này mắc với người khác rẻ à, đúng không ạ? Mình nhiều tiền mình thấy nó rẻ, mình ít tiền mình thấy nó mắc. Hoặc là nếu mà mình thấy cái giá trị nó cao thì mình sẽ thấy nó rẻ, mình thấy giá trị nó thấp thì mình thấy nó mắc. Thành ra thành thật mà nói là Liên ngại nói cái chi phí ở đây là vì Liên nghĩ là khi mà quý vị nói chuyện với lại các bạn nhân viên á, thì là cái chuyện đó nó sẽ dễ dàng hơn hả. Hiệp Hùng Nguyễn mình xin cảm ơn số điện thoại của bạn, chắc chắn sẽ có người gọi điện thoại cho bạn nhé. Và như vậy thì chuyến đi tiếp theo là ngày 5 và ngày 6 tháng 8, Liên rất mong có sự tham gia của quý vị. Rất nhiều người cứ nói với Liên là chị ơi bây giờ con em nó mới đẻ hay con em nó 1 tuổi thì tới thì nó 3 tuổi chương trình này còn hay không. Chuyện này hết luôn luôn có người nói và Liên luôn cứ luôn luôn phải duy trì cái lời hứa của Liên là Liên luôn luôn phải giữ cái lời hứa của Liên là Liên duy trì chương trình này cho tới khi người đó 3 tuổi. Liên còn nhớ là cách đây 3 năm có một chị lên nói với Liên là chị ơi
em đang có bầu thôi à, 3 năm nữa chương trình còn không? Thì Liên lúc đó Liên nói chị đó, Liên hứa với chị là chắc chắn nó còn. Thì hồi tháng 11 vừa năm ngoái nè quý vị, tháng 12 năm ngoái Liên về Việt Nam, thì chị đó thì Liên mới kể câu chuyện này với phụ huynh. Thì chị đó nói chị ơi người đó là em nè chị ơi, con em bây giờ 3 tuổi chắc chắn em đi chuyến này. Thì chị đó đã đi hồi tháng 12. Thì cứ luôn luôn có người hỏi Liên là chị ơi tới hồi con em 3 tuổi chương trình còn không, thì Liên luôn nói chắc chắn còn, chắc chắn còn. Mà thành thật nói với quý vị là chương trình này cho tới bây giờ cứ thường xuyên lỗ lã là vì phụ huynh nói thích đi nhưng tới giờ cuối lại lại cancel. Thì nó sẽ tạo ra một cái sự vô cùng khó khăn cho ban tổ chức. Thành ra nếu quý vị thật sự muốn tham gia, xin hãy cố gắng sắp xếp, đừng 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 bỏ giờ cuối tội nghiệp Liên lắm. Hả? Liên bù lỗ cho chương trình này mấy năm nay rồi, không biết Liên còn có khả năng bù lỗ cho tới bao giờ. Maria Bích Hằng, con em lớp 12 có tham gia được không? Chắc chắn là được, đâu có gì đâu không. Vấn đề chính là bé tuổi teen á, nó có chịu đi theo chị không? Thường tuổi teen nó chỉ thích đi theo bạn bè thôi, nhưng mà có rất nhiều teen lại vẫn thích đi với gia đình. Thì nếu bé muốn đi cũng chuyện đó đã từng xảy ra rồi chị. Chương trình gia đình hồn nhiên có trẻ em từ 3 tuổi trở lên và thường xuyên có đủ mọi lọ tuổi và tất cả các em đi về hạnh phúc. Thì đương nhiên cũng có một trường hợp là có một anh con 3 tuổi nhưng bé lên trên đó không chịu đựng được thì ảnh mới phải đi về. Thì thật ra nói là 3 tuổi về thôi chứ, nhưng nếu những cái đứa trẻ mà nếu nó 3 tuổi nhưng nó phát triển chưa tới mức 3 tuổi thì con nít mà phải không, đâu phải là cái máy đâu, cho nên cũng sẽ có đứa phát triển nhanh có đứa phát triển chậm. Cho nên nói là 3 tuổi chứ thật ra đó nếu con quý vị ở cái mốc phát triển bình thường 3 tuổi thì được, nhưng nếu mà nó hơi chậm hơn 3 tuổi thì có lẽ là phải chờ thêm 4 5 tuổi phải không à. Tức là nói chung là gì, nếu con quý vị 1 tuổi rưỡi mà nó đã hiểu được quy luật nhân quả rồi, giải thích nó nghe rồi thì đi được, đơn giản là vậy. Còn nếu nó 5 tuổi mà giải thích bằng lý lẽ nó chưa chịu nghe thì không nên đi, đơn giản là vậy đúng không ạ. Tại vì đi trong rừng mà nói mà không được mà đánh thì nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc của chương trình. Mà Liên thì Liên tuyệt đối không đồng ý với chuyện đánh. Ở nhà thì nó an toàn, mình không đánh mình vẫn có thể làm này làm kia cho nó an toàn được, trong rừng không thể làm được điều đó. Thành ra nếu con quý vị chưa hiểu được quy luật nhân quả, chưa nói mà nghe theo đi thường thì không nên đi. Câu hỏi của Thúy Trần là có nhất thiết phải đủ ba mẹ tham gia chương trình không? Không đâu, chỉ cần ba hoặc mẹ hoặc ông hoặc bà hoặc cô hoặc chú hoặc anh hoặc chị lớn hoặc thầy hoặc cô là đều được. Hồi xưa đó Liên chỉ nói là hoặc ba hoặc mẹ thôi, nhưng bây giờ Liên mở rộng ra thầy cô, tại vì có rất nhiều thầy cô muốn dẫn học trò đi. Thành ra bây giờ Liên thấy là hễ có người lớn đi với con nít là được. Và lý do mà sự khác biệt là vì đi chương trình này á có tới 9 tình nguyện viên bạn của bé đi theo, nên nói Liên hay dùng cái từ tình nguyện viên, thật ra là nhân viên thì đúng hơn, nhân viên bán thời gian. Có 9 người đi theo cộng thêm bác sĩ cộng thêm kiểm lâm, tức là có tới 11 người đi theo trong chương trình, trong khi những tour bình thường á chỉ có một tour guide thôi, quý vị hiểu ý không. Cho nên á khi mà quý vị đi như vậy có tới 12 người đi theo đó hỗ trợ lận, cho nên một mẹ đi chung với ba con không sao cả, một bố đi chung với 5 con không sao cả, tại vì có cái sự hỗ trợ của mười mấy người đó. Và xin thưa với quý vị là những người đi theo đó họ không có trách nhiệm phục vụ quý vị đâu nhé, tại vì đây không phải là chương trình du lịch nghỉ dưỡng, đây là chương trình đào tạo, cho nên tất cả chúng ta là đồng đội ngang hàng với nhau, cùng nhau làm việc theo tinh thần teamwork. Teamwork tức là không có ngôi sao nào sáng hơn ngôi sao nào hết, tất cả các ngôi sao làm với mục đích làm sao để chúng ta cùng sáng. Cho nên mình muốn dạy cho con mình cái kỹ năng làm việc nhóm. Cách tốt nhất là mình hãy là một team player, tức là mình làm đúng theo sự phân công của cả nhóm, tức là cái sự phân công này nó ngang hàng, chúng ta sẽ cùng nhau phân công công việc chứ không phải và ai đồng ý thì làm, ai không đồng ý thì sẽ có người khác đồng ý, và tới khi không ai đồng ý nữa thì các bạn tình nguyện viên sẽ có trách nhiệm đảm nhận cái việc mà không có một ai đồng ý. Thành ra cái chương trình này nó thật sự là tâm huyết của Liên, và Liên rất mong có sự tham gia của quý vị. Liên sẽ cố gắng tổ chức mỗi tháng một lần,
Như quý vị thấy rõ là tháng 7 vừa rồi là không thể tổ chức được tại vì không đủ người. Cho nên tháng 8, tuần đầu tiên tháng 8, ngày 5, ngày 6 tháng 8, chương trình sẽ được diễn ra. Và nếu như chuyến này mà đông người quá thì sẽ phải dời qua, thì những người mà thì Liên sẽ vẫn cố gắng tổ chức. Nhưng mà nếu mà quá cái khả năng tổ chức luôn thì chắc chắn tháng 9 sẽ có, hoặc là cuối tháng 8 sẽ có. Trời ơi, chưa bao giờ lên livestream dài như hôm nay, 1 tiếng rưỡi rồi hen. Thôi xin 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 được dừng lại ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị theo dõi. Liên nói về chủ đề giận là vì Liên muốn chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm cá nhân của Liên mà Liên vừa mới học hỏi được. Và Liên cũng hy vọng là cái chương trình này đã mang lại cho quý vị một trong một số thông tin có ích lợi. Và nếu quý vị thấy chương trình này có ích lợi, xin hãy hãy chia sẻ, hãy share với tất cả mọi bạn bè của mình. Và đây là cái nụ hôn dành cho người share. Và quý vị nào muốn giữ thông tin với Liên thì muốn đăng ký cho chương trình Gia đình Hồn Nhiên thì sau chương trình này Liên sẽ để cái form đăng ký, cái link để quý vị click lên đó rồi quý vị để tên ha. Và quý vị sẽ thấy là cái form này nó sẽ có cái danh xưng. Cái form lần trước không có danh xưng. Nhưng form này có danh xưng, anh chị, ông bà. Xin hãy để cái danh xưng cho chính xác để Liên không có vô tình vô lễ quý vị nữa, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã thức cho thật khuya tới giờ này để mà tham gia cùng cái livestream với Liên. Liên rất là cảm động khi có được sự ủng hộ của quý vị. Đây là phần thưởng cao quý nhất mà Liên không đòi hỏi mà lại được nhận. Rất cảm ơn tấm lòng và sự ủng hộ cũng như sự tham gia của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong livestream lần sau. I love you very much. Bye bye.